đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1001, còn có thể là ai nữa? Nhưng chẳng mấy chốc, tầng năm lại rung bần bật như muốn nổ tung. Đúng lúc này, thanh kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên bay ra, sau đó bay thẳng vào trong tầng 5. Sau khoảng một khắc yên tĩnh, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, ngay sau đó, thanh kiếm này xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khi thấy thanh kiếm này, sắc mặt người đàn ông trung niên cách đó không xa thay đổi, ông ta lùi lại hơn trăm trường. Thanh kiếm kia không để ý tới ông ta, thân kiếm gõ nhẹ lên đầu Diệp Huyên ba lần, một giây sau, nó đột nhiên xoay kiếm, một tia kiếm quang bao phủ vùng không gian này. Sắc mặt người đàn ông trung niên ở phía xa lập tức thay đổi, ông ta duỗi tay phải về phía trước rồi đè xuống, không gian trước mặt ông ta bắt đầu nén lại, tạo thành một bức tường không gian rất dày lúc này thanh kiếm đã đến vụt bức tường không gian lập tức bị xuyên thủng thanh kiếm xuyên thủng qua giữa lông mày người đàn ông trung niên cơ thể ông ta lập tức cứng đờ ông ta nhìn về phía trước với vẻ khó tin như muốn nói gì đó diệp huyên và đế khuyển cũng hơi mơ hồ đây là bị giết chết trong nháy má tư lúc này thanh kiếm kia bay đến trước mặt diệp huyên nó đến rất gần hắn một lát sau nó gõ nhẹ lên vai diệp huyên sau đó biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời đi rồi diệp huyên ngây người nó chạy rồi không đúng còn có thể là ai nữa chắc chắn là đi tìm cô gái váy trắng rồi nhưng trong tháp này diệp huyên vội vã đi vào trong tháp giới ngục tầng năm đã yên tĩnh trở lại không còn chút động tính chương 1002 người đến chính là đại thần tầng 2. Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, hắn biết khi nãy tầng 5 đã suýt ra ngoài. Là thanh kiếm kia trấn áp đối phương lại, nhưng có lẽ thanh kiếm kia không trấn áp được bao lâu nữa, nếu không, đối phương cũng sẽ không đi tìm cứu binh. Chuyện rất nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn trước đây. Lúc này, đế khuyển đi tới bên cạnh hắn, tiểu tử, tình hình sao rồi? Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, tình hình rất tệ. Bây giờ hắn không chỉ có kẻ thù mạnh bên ngoài, mà bên trong còn có một kẻ thù vô cùng mạnh nữa, tồn tại có thể khiến thanh kiếm kia cũng phải kiêng rè, tầng năm này đáng sợ đến mức nào chứ. Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa, hắn đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, vung tay phải lên, nhẫn chứa đồ của ông ta bị hắn lấy đi, sau đó, hắn ôm tiểu linh nhi nhảy lên người đế khuyển. Diệp Huyên và Đế Khuyển đang muốn rời đi, lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đến chính là Đại Thần tầng 2. Đại Thần tầng 2 nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên kể lại chuyện khi nãy. Đại Thần tầng 2 nặng nề nói, đi trước đã. Một ông lão sau lưng gã ta nói với giọng điệu nặng nề, người này thật sự không đơn giản, lần này chúng ta đã thiệt hại rất nặng nề rồi. Người đàn ông áo tím hỏi, muốn từ bỏ sao? Ông lão đáp, gia chủ nhà họ hoàng phủ ta đã ngã xuống. Người vừa bị thanh kiếm kia giết chết chính là gia chủ nhà họ hoàng phủ. chương 1003, cảm thấy không có khả năng hà. Người đàn ông áo tím cười khẽ, vậy thì càng phải báo thù, không phải sao? Ông lão im lặng. Người đàn ông áo tím xoay người nhìn ông lão, cười nói, theo ta được biết, Gia chủ đời trước của nhà họ Hoàng phủ vẫn còn sống, nếu lão biết con trai mình chết oan uổng, ông nghĩ lão sẽ làm thế nào? Ông lão nhìn người đàn ông áo tím, các hạ là muốn lợi dụng nhà họ Hoàng phủ ta ư? Người đàn ông áo tím lắc đầu, câu này sai rồi, không có nhà họ Hoàng phủ ông, chúng ta cũng sẽ tiếp tục đuổi theo. Nhưng nhà họ Hoàng phủ các người thật sự cam lòng ư? Không chỉ tổn thất bốn cao thủ thánh cảnh, mà ngay cả gia chủ cũng bỏ mình ông lão im lặng người đàn ông áo tím cười nói hoàng phủ hiền ông cũng không quyết định được thông báo với lão gia chủ hoàng phủ đi nói xong gã ta lập tức biến mất người đàn ông áo tím vừa đi chưa bao lâu một ông lão dầu bạc đột nhiên xuất hiện nhìn thấy ông lão hoàng phủ hiền vội hành lễ lão gia chủ hoàng phủ tiếu lạnh lùng ngắt lời người tưởng bọn họ thật lòng muốn hợp tác với chúng ta à lão phu đã nhìn ra rồi Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta ép Diệp Huyên sử dụng lá bài tẩy thôi. Bọn họ muốn thấy lá bài tẩy của Diệp Huyên nhưng không muốn tự đi thử, cho nên mới tìm đến chúng ta. Nếu còn tiếp tục nữa thì không chỉ mất mấy cao thủ thánh cảnh, mà là diệt tộc. Sắc mặt Hoàng Phủ Hiền thay đổi, diệt tộc, chuyện này. Hoàng Phủ Tiếu hỏi, cảm thấy không có khả năng à. Hoàng Phủ Hiền im lặng, Audio điện tử võ tấn bền chương 1004, ông sai rồi Hoàng Phủ Tiếu nói, những người này không rõ lai lịch, thực lực còn sâu không lường được Nhưng bọn họ kiêng rẻ Diệp Huyên như vậy, có thể tưởng tượng được Diệp Huyên này không đơn giản đến mức nào Nói xong, lão nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, ván cờ này quá lớn, nhà họ Hoàng Phủ ta không chơi nổi Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp nếu còn tiếp tục, e rằng nhà họ Hoàng phủ sẽ phải biến mất khỏi cõi đời. Nói xong, lão xoay người rời đi. Hoàng phủ Hiền nhỏ giọng thở dài, sau đó cũng đi theo. Trên một hòn đảo phía xa, người đàn ông trung niên mặc áo tím lặng lặng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt gã ta, ông lão hơi cúi người, nhân quân nhà họ Hoàng Phủ lựa chọn rút lui. Nhân quân cười khẽ, Hoàng Phủ tiếu này đúng là có đầu óc. Ông lão áo đen hỏi, có cần tiêu diệt bọn họ không? Nhân quân lắc đầu, không cần thiết, bọn họ không cản trở chúng ta, hơn nữa nếu tiêu diệt nhà họ Hoàng Phủ, kinh động đến vị ương cung, cung chủ kia rất mạnh. Ông lão áo đen nói, theo điều tra lúc trước, hình như cung chủ kia ở vị ương thành cũng từng âm thầm giúp đỡ Diệp Huyên này nhưng bây giờ thuộc hạ vẫn chưa điều tra được vì sao nàng ta lại giúp đỡ diệp huyên này nhân quân nói không cần điều tra bây giờ diệp huyên đã rời khỏi vị ương thành có nghĩa là nàng ta sẽ không nhúng tay nữa ông lão áo đen nặng nề nói trước đó hoàng phủ gia chủ bị chém chết thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra được người ra tay nhân quân cười khẽ bảo ông ta đợi ta ông ta lại tự ý ra tay rõ ràng là muốn giết chết diệp huyên độc chiếm bảo vật này Tiếc rằng ông ta không ngờ Diệp Huyên vẫn còn lá bài tẩy, làm người không nên quá tham lam, quá tham lam thường sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, gã ta đứng lên, nếu tin tức không sai, khoảng 3 ngày nữa Diệp Huyên này mới có thể đến được Táng Thiên Trường thành đúng không? Ông lão áo đen gật đầu, theo tốc độ của yêu thú kia, ít nhất cũng cần 3 ngày. Nhân quân nhẹ giọng nói, không thể để hắn đến địa bàn của Ma Kha tộc và vị ương cung được. Nếu không chúng ta sẽ không thể nhúng tay vào. Nói xong, gã ta quay đầu nhìn ông lao áo đen, đến bây giờ mà Kha tộc vẫn không có động tĩnh à? Nói xong, gã ta từ từ nhắm mắt lại, bọn họ kiềm chế lẫn nhau, mà đây chính là cơ hội của chúng ta, Diệp Huyên à Diệp Huyên, ta muốn xem cuối cùng ngươi vẫn còn lá bài tẩy nào đây. Sứt lời, gã ta đột nhiên biến mất, cùng lúc đó có một giọng nói vang lên, truyền lệnh xuống bảo tam sát đi theo hắn. Ông lão cúi người, tuân lệnh. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Trường 1005, cách gì? Trên mặt biển xa xôi, đế khuyển chở Diệp Huyên lao nhanh, lúc này, tốc độ của đế khuyển đã nhanh đến cực hạn. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên lưng đế khuyển, hắn đặt hai tay lên đầu gối, đang không ngừng hấp thu tử nguyên tinh. Chữa thương Ở trận chiến trước đó, hắn đã mất rất nhiều sức, đặc biệt là lúc sử dụng tháp giới ngục, dù vẫn chưa sử dụng hoàn toàn, nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định với hắn. Đế khuyển đột nhiên nói, tiểu tử, có phải trong người ngươi có thứ gì muốn ra ngoài không? Diệp Huyên gật đầu. Đế khuyển hỏi, không dễ đối phó à? Diệp Huyên cười khổ. Đối phó? Nếu có thể đối phó, thanh kiếm kia cũng sẽ không rời đi. Bây giờ thanh kiếm kia rời đi, trong tháp thiếu ba thanh kiếm, hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô gái váy trắng Không thể không nói, hắn thật sự thấy hơi nhớ cô gái váy trắng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên xa sầm mặt. Nghỉ lại Trong khoảnh khắc khi nãy, không ngờ hắn lại nghĩ nếu cô gái váy trắng đến, chắc chắn có thể giải quyết được nguy cơ lần này. Sự thật cũng là như thế nhưng Diệp Huyên hắn không thể ý lại cô gái váy trắng như vậy, hắn cũng không cho phép mình ỉ lại vào người khác. Con người một khi ỉ lại người khác thì sẽ lười biếng. Đế khuyển đột nhiên cười to, tiểu tử, nếu ngươi không còn sự lựa chọn nào khác thì ta có một cách, ngươi muốn nghe không? Diệp Huyên hỏi, cách gì? Đế khuyển nói, không phải ngươi có cách che giấu hơi thở của mình sao? Trường 1006, đi đường thủy. Diệp Huyên gật đầu, phải, nhưng đối phương vẫn luôn theo dõi ta, cho nên ta hoàn toàn không thể triển khai bí thuật này. Hắn đã muốn sử dụng khí hỗn độn che giấu bản thân từ lâu rồi, nhưng người trong bóng tối vẫn luôn theo dõi hắn và đế khuyển, vì thế, bây giờ hắn che giấu hơi thở không có chút ý nghĩa nào cả. Đế khuyển nói, ta có cách kéo giãn khoảng cách với bọn họ, cho người có thời gian. Diệp Huyên nhìn đế khuyển, là sao? Đế khuyển không nói gì, nó đột nhiên gào lên một tiếng, một giây sau, tốc độ của nó tăng nhanh, không gian chỗ nó đi qua lập tức bị xé rách, có thể thấy tốc độ của nó nhanh đến mức nào. Vào khoảnh khắc đế khuyển biến mất, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn chênh lệch so với đế khuyển một chút. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa đế khuyển và tàn ảnh kia càng lúc càng xa. Một khắc sau, đế khuyển dừng lại trên một hòn đảo vừa mới dừng lại nó đã ngã thẳng xuống đất diệp huyên thay đổi sắc mặt đang muốn nói chuyện đế khuyển đột nhiên nói che giấu hơi thở đi đừng lãng phí thời gian nói xong nó từ từ nhắm mắt lại diệp huyên không nói gì thêm đưa đế khuyển vào trong tháp giới ngục một giây sau hắn sử dụng khí hỗn độn hoàn toàn che giấu bản thân lúc này trên người hắn không còn chút hơi thở nào cả sau khi diệp huyên biến mất chưa được ba giây một tàn ảnh lướt qua trên đầu hắn trong bóng tối bên dưới diệp huyên đứng im không động đậy không lâu sau đó tàn ảnh kia lại lùi về thần thức của kẻ đó như một cái lưới lớn bao phủ cả hòn đảo nhỏ diệp huyên cũng cảm nhận được thần thức của đối phương lúc này hắn cũng bắt đầu nín thở một lát sau thần thức kia biến mất tàn ảnh trên không trung cũng mất tăm đi đường thủy diệp huyên lặn vào trong biển chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không dám đi quá nhanh, những người trong bóng tối kia đều không phải người bình thường, e rằng sẽ bị đối phương chú ý tới. Dù chậm một chút, nhưng an toàn vẫn quan trọng nhất. Chương 1007, vì người ta lợi hại thật. Trên bầu trời ở nơi nào đó, một người đàn ông trung niên mặc áo tím đứng yên, người nọ chính là nhân quân thần bí kia. Trước mặt gã ta là bốn hư ảnh bốn hư ảnh này như ẩn như hiện vô cùng kỳ lạ một lát sau nhân quân lên tiếng hoàn toàn biến mất một hư ảnh trước mặt gã ta gật đầu im hơi lặng tiếng biến mất không có chút hơi thở nào nhân quân cong môi thú vị đấy hư ảnh trầm giọng nói nhân quân bây giờ nên làm gì đây nhân quân cười nói đích đến của hắn là táng thiên trường thành mà muốn vào táng thiên trường thành hắn nhất định phải đi qua cửa táng thiên, đó là con đường duy nhất đến táng thiên trường thành, các ngươi ở đó đợi hắn đi. Bốn hư ảnh gật đầu, một giây sau, bọn họ lập tức biến mất. Nhân quân quay đầu nhìn sang một bên, đến quan tinh môn một chuyến, cứ nói ta mượn bọn họ kính quan tâm, mà thôi, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nói xong, gã ta xoay người bước tới một bước, lập tức biến mất không còn tâm hơi. Bên dưới đáy biển, Diệp Huyên tìm một hang đá, ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Trong tầng thứ nhất, đế Huyền nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn còn, nhưng hắn phát hiện hình thể của nó nhỏ đi một vòng. Chắc chắn trước đó đế Huyền đã sử dụng bí pháp hoặc thần thông nào đó, mà bây giờ, nó cũng bị phản phệ. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên, tiểu chủ đừng lo lắng, nó chỉ đang rơi vào trạng thái ngủ say thôi không có gì quá đáng lo diệp huyên nhẹ giọng nói tiểu hồn minh tộc năm đó rất mạnh sao tiểu hồn đáp rất mạnh nếu tiểu chủ ở trong minh tộc chỉ có thể nói là bình thường không chỉ có thể nói là quá bình thường diệp huyên đen mặt lại ta không hỏi ngươi cái này tiểu hồn nói ồ môi trường rất nhiều lúc môi trường rất quan trọng Lúc này, tiểu hồn lại nói tiểu chủ cũng không tệ, có thể được tháp này vừa ý, chắc chắn tiểu chủ cũng có chỗ hơn người, chỉ là bây giờ ta vẫn chưa phát hiện ra tiểu chủ có chỗ hơn người nào. Diệp Huyên đen mặt tiểu hồn, ở trong mắt ngươi, ta không có ưu điểm gì như thế sao? chương 1008, đây không phải một nơi yên bình. Tiểu hồn im lặng rất lâu, sau đó mới nói thật ra cũng không phải là không có. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ưu điểm gì? Tiểu hồn nhẹ giọng nói, mặt tiểu chủ rất dày, chắc đó cũng là ưu điểm nhỉ. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, một lát sau, hắn nghiêm túc nói, tiểu hồn, làm gì có ai nói chuyện như ngươi chứ? Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, tiểu hồn nói, tiểu chủ, nền văn minh của tinh vực này quá thấp, đề nghị tiểu chủ đi tới tinh vực có nền văn minh cao hơn, như thế, tiểu chủ có thể tiếp xúc với nền văn minh võ đạo cao cấp hơn, rất có lợi cho tiểu chủ đấy. Diệp Huyên lắc đầu, ta còn chưa hiểu rõ tất cả võ đạo của tinh vực này nữa. Tiểu hồn nhẹ giọng nói, cũng phải. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, minh tộc và thần tộc có nền văn minh võ đạo phát triển như thế, tại sao lại biến mất? Tiểu hồn nói, núi cao còn có núi cao hơn, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Diệp Huyên cười lắc đầu, võ đạo không có điểm cuối. Tiểu hồn nói, đúng thế, con đường võ đạo không có điểm cuối. Giống như lúc trước, ta cảm thấy mình là thanh kiếm mạnh nhất trên đời, nhưng bây giờ. Diệp Huyên cười hỏi, vì ba thanh kiếm trên đỉnh tháp sao? Tiểu hồn đáp, đúng vậy, nhưng ta cũng không thua kém nhiều, ta sẽ cố gắng hơn chúng nó. Diệp Huyên cười khen ngợi, có chí khí chúng ta cùng nhau cố gắng. Nói xong, Diệp Huyên dần tăng nhanh tốc độ. Ba ngày sau, Diệp Huyên lên bờ. Trước mặt hắn là một dãy núi không nhìn thấy điểm cuối, bên trong dãy núi thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm của dã thú. Xuyên qua dãy núi này sẽ đến táng thiên trường thành. Đây không phải một nơi yên bình. Diệp Huyên ngày càng chắc chắn, táng thiên trường thành này tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì vì giảm bớt phiền phức, trên đường đi Diệp Huyên đều tránh né mấy yêu thú kia. Khoảng một canh giờ sau Diệp Huyên đi tới một con sông nhỏ, hắn nhìn xuống con sông nhỏ, một giây sau, cả con sông đột nhiên cuộn trào. chương 1009, không xem là vậy. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, lúc này, con sông trước mặt hắn đột nhiên nổ ra, một người đàn ông lao ra từ dưới đáy sông, vững vàng đáp lên bờ, xung quanh chấn động kịch liệt người đàn ông còn cầm một cái đầu yêu thú máu chảy đầm đìa trên tay phải người đàn ông để trần thân dưới mặc một cái quần vải bó sát mà diệp huyên phát hiện thân trên của người đàn ông đầy những vết sẹo lúc này người đàn ông đột nhiên nhìn về phía diệp huyên thấy diệp huyên hắn ta hơi sửng sốt ngự khí cảnh có lầm không vậy diệp huyên cười khẽ xin hỏi làm sao để đến táng thiên trường thành vậy Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, quan sát hắn một hồi, người muốn đến táng thiên trường thành. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông nghiêm túc nói, người chắc là mình không phải đến tấu hải chứ. Diệp Huyên. Người đàn ông quan sát Diệp Huyên một lần nữa, hắn ta đột nhiên cau mày, ngươi. Cũng có chút thủ đoạn đấy. Lúc này hắn ta mới phát hiện, Diệp Huyên trước mặt hoàn toàn không có hơi thở, hắn ta không hề cảm nhận được. Diệp Huyên cười nói, các hạ sưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, Chiến Quân. Diệp Huyên giới thiệu, Diệp Huyên. Chiến Quân hỏi, Diệp Huyên, ngươi là che giấu cảnh giới hay là? Diệp Huyên trả lời, cảnh giới ẩn. Chiến Quân gật nhẹ đầu, chẳng trách, Diệp huynh, huynh mới đến từ Vị Ương thành sao? Diệp Huyên gật đầu, vừa đến. Chiến Quân cười nói, đi thôi, ta cũng vừa định đi về. Chiến quân lắc đầu, không xem là vậy. Diệp Huyên khó hiểu, vậy là sao? Chiến quân chỉ về phía xa, bên kia là địa bàn của Ma Kha tộc, huynh từng nghe tới Ma Kha tộc chưa? Diệp Huyên gật đầu, từng nghe nói tới. Chương 1010, không phải yêu thú bình thường. Chiến quân nhẹ giọng nói, huynh sẽ nhanh chóng được nhìn thấy sự đáng sợ của bọn họ, tộc này đều là một đám điên hiếu chiến mà mục tiêu của bọn họ chính là chinh phục tinh vực vị ương. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chinh phục tinh vực vị ương. Chiến Quân gật đầu, nơi này là tấm chắn cuối cùng, nếu nơi này thất thủ, bọn họ sẽ tiến quân thần tốc, tiến vào tinh vực vị ương, khi đó tinh vực vị ương sẽ gặp hỏa. Diệp Huyên trầm giọng nói, người của tinh vực vị ương không biết sao. Chiến Quân nhẹ giọng nói, biết chứ, mỗi một năm. Bên kia đều sẽ có rất nhiều người tới, đều là thiên tài đến từ các thế lực lớn, nhưng hai năm gần đây có hơi ít người đến. Nói xong, hắn ta cười lắc đầu, nghe nói Ma Kha tộc có một thiên tài xuất hiện, tên là Mạc Tà, người này đã tới Táng Thiên Trường thành rồi, lúc đó, chắc chắn nơi này sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyên nói, cao thủ thế hệ trước đều không nhúng tay vào sao? Chiến Quân cười nói, đương nhiên là không chỉ là bây giờ vẫn chưa quyết chiến, vì thế hai bên mới có giao ước, để thế hệ trẻ tuổi hai bên giao lưu trước, thật ra đây là một cách luyện binh, hai bên đều đang luyện binh, đương nhiên cũng là muốn xem binh bên nào mạnh hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huynh, dù Huynh ở bên ngoài có yêu nghiệt đến mức nào, thì sau khi đến đây cũng phải nhớ kỹ một điều, nơi này không có yêu nghiệt nhất, chỉ có yêu nghiệt hơn. Không thể xem thường bất cứ một ai đặc biệt là người của Ma Kha tộc. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở. Chiến Quân cười, đang muốn nói chuyện thì lúc này, hắn ta và Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, mặt đất dưới chân hai người đang rung động. Diệp Huyên cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này, Chiến Quân nặng nề nói, có yêu thú đang tới gần nơi này. Diệp Huyên vừa định rút lui, Chiến Quân lại hơi hưng phấn nói, đi, đi xem thử. Chiến quân nói, có lẽ là một con thú đang nổi điên, một mình ta đánh không lại. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, có hứng thú không? Diệp Huyên thắc mắc, đánh thứ này có tác dụng gì sao? Chiến quân cười đáp, rất có lợi, thứ nhất là máu và nội đan của chúng có thể cường hóa thân thể chúng ta, ở nơi này, chúng ta phải mạnh mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Thứ hai, da của bọn chúng có thể đổi được rất nhiều tử nguyên tinh vì mỗi ngày chúng ta đều cần sử dụng một lượng lớn tử nguyên tinh, cho nên có tử nguyên tinh, chúng ta mới có thể nâng cao thực lực được tốt hơn. chương 1011, Ma Kha Tộc rất mạnh à. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên, con thú điên này là thánh cảnh đỉnh cao, sức chiến đấu rất mạnh, máu và nội đan của nó là vật vô cùng bổ dưỡng, da của nó ít nhất có thể bán được 100.000 tử nguyên tinh. 100.000 tử nguyên tinh, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, vốn dĩ hắn còn thấy hứng thú, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Dù hắn đã đưa phần lớn tử nguyên tinh đến thanh thương giới, nhưng bây giờ trên người hắn cũng còn ít nhất 10 triệu tử nguyên tinh, vì thế hắn không hề thiếu tiền. Chiến quân đột nhiên nói, Diệp Huynh, nếu ta đoán không sai, Huynh đến đây có mang theo không ít tử nguyên tinh trên người đúng không? Diệp Huyên cũng không che giấu, đúng là có một chút chiến quân cười ha ha ta cho huynh biết nhanh thôi trên người huynh sẽ không còn một xu diệp huyên khó hiểu vì sao chiến quân cười nói vì nơi này tiêu phí rất tốn kém hơn nữa mỗi ngày chúng ta tu luyện cần rất nhiều tử nguyên tinh vì trên táng thiên trường thành không hề có nguyên khí muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào tử nguyên tinh diệp huyên trầm giọng nói tinh vực vị ương không giúp đỡ sao chiến quân nhẹ giọng nói đương nhiên có giúp mỗi người mỗi tháng đều có chút trợ cấp nhưng cũng không nhiều vì táng thiên trường thành có một trận pháp lớn mỗi tháng đều cần hơn trăm triệu tử nguyên tinh để duy trì hơn nữa nói chung là có rất nhiều thứ phải tốn tử nguyên tinh cho nên rất nhiều lúc chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình diệp huyên hỏi ma kha tộc rất mạnh à chiến quân cười khổ không phải rất mạnh mà là vô cùng mạnh nói xong Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, "Diệp huynh, sao nào, suy nghĩ kỹ chưa, cùng nhau xử lý con thú đang nổi điên này nhé?" Nhìn thấy hình thể của nó, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, "Thế này cũng có hơi lớn rồi." Chiến quân đột nhiên nhảy lên một cái, tựa như dây cung rời trên bay về phía con thú đó. Diệp Huyên ngây người, "Tên này nói ra tay là ra tay à?" Hắn đang muốn ra tay, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn xuống đất. Một giây sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Chương 1012, Diệp huynh, huynh là kiếm tu. Lúc này, con thú đang nổi điên ở phía xa đột nhiên xoay người, một giây sau, nó đánh một trưởng về phía chiến quân. Chiến quân không hề tránh né mà đánh một quyền lên trên. Ầm. Uhm. Sau một tiếng nổ vang, chiến quân liên tục lùi mười mấy trượng, sau khi hắn ta dừng lại, đang muốn ra tay nữa thì lúc này Mặt đất xung quanh đột nhiên nứt ra, chỉ chốc lát, hai con mãnh thú có hình thể bằng với con thú điên kia bò lên khỏi mặt đất. Đều là thánh cảnh. Thấy cảnh này, sắc mặt chiến quân lập tức thay đổi. Bị mai phục rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta, nhìn thấy Diệp Huyên, chiến quân ngây người, sau đó hỏi, "Huynh không chạy à?" Nãy giờ Diệp Huyên chưa từng xuất hiện, hắn ta cứ tưởng Diệp Huyên đã chạy rồi. Diệp Huyên cười nói, "Ba đánh một, huynh sẽ chết chắc, ba đánh hai, chúng ta còn miễn cưỡng có chút hy vọng, huynh thấy sao?" Sở Dĩ không bỏ chạy đương nhiên là vì hắn cảm thấy con người chiến quân này không tệ, nếu bỏ chạy vào lúc này thì thật sự hơi thất đức. Chiến quân nhìn Diệp Huyên, "Huynh đúng là thú vị." Diệp Huyên cười, sau đó nhìn con yêu thú trước mắt, lúc này, nó cũng đang theo dõi hắn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chiến quân hơi ngây người, Diệp huynh, huynh là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Chiến quân đang muốn nói chuyện, con mãnh thú phía xa đột nhiên nhảy lên một cái, thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên và Chiến quân thay đổi, hai người vội lùi về sau. Ầm. Um, Ầm. Um. Con cự thú kia lập tức lùi nhanh về sau, nhưng Chiến quân cũng rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu dưới đất một con mãnh thú khác ở bên phải lại xông về phía bọn họ, mỗi một bước chân của nó đều khiến mặt đất rung lên, cực kỳ đáng sợ. Chiến quân nói, hai con nhỏ một con to, huynh đánh con nào. chương 1013, đều là trên thánh cảnh. Diệp Huyên nhìn con mãnh thú to trước mặt mình, con này giao cho ta. Sứt lời, hắn lập tức biến mất, một giây sau, mấy tia kiếm khí đột nhiên chém lên người con mãnh thú trong chốc lát, vô số máu tươi bắn ra từ trên người nó. Vì tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên thật sự quá nhanh, con mãnh thú điên cuồng này hoàn toàn không ngăn được, vì thế nó trực tiếp từ bỏ việc phòng ngự, sau đó đánh một trường về phía Diệp Huyên trên không trung. một trường này vô cùng mạnh mẽ, một trường đảo qua, không gian xung quanh cũng chấn động như muốn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn không chọn cố chống đỡ, vì tuyệt đối không chống được. Hắn quyết đoán di chuyển, tránh thoát một đòn mạnh này, cùng lúc đó, hắn còn chém về phía trước một cái, vô số tia kiếm khí lập tức chém lên người con mãnh thú với những góc độ khác nhau, chẳng mấy chốc, cả người con mãnh thú điên cuồng lại có máu tươi bắn ra. Đánh du kích. Diệp Huyên không ngừng né tránh trên không trung, mỗi một lần né tránh, phi kiếm của hắn đều có thể chém ra mấy vết thương trên người con mãnh thú điên cuồng này, chẳng bao lâu, trên người nó đã có mấy chục vết thương lớn mà khoảng một khắc sau con mãnh thú đột nhiên giận dữ gầm lên sắc mặt diệp huyên thay đổi cho rằng đối phương nổi giận muốn ra chiêu nên lập tức muốn né tránh mà lúc này con mãnh thú đột nhiên xoay người bỏ chạy hai con yêu thú khác cũng chạy theo diệp huyên ngây người sao lại chạy rồi chiến quân ở bên cạnh diệp huyên cười khổ kiếm của huynh có thể chém vỡ phòng ngự của nó còn tiếp tục nữa thì nó sẽ chết chắc dù không chết cũng sẽ bị thương nặng mà ở đây, bị thương nặng chẳng khác nào sẽ chết, cho nên nó mới chọn bỏ chạy. Nói đến đây, một chuyện bất ngờ xảy ra, một chùm kim quang đột nhiên xuất hiện trên đầu hai người, một giây sau, chùm kim quang kia lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, không gian ở chân trời phía xa chấn động, như có thứ gì đang lao nhanh. Diệp Huyên xa sầm mặt, chiến huynh, huynh đi trước đi. Hắn vừa nói xong, bốn hư ảnh đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đều là trên thánh cảnh. Diệp Huyên khó hiểu, đây là... Chiến quân đáp, gọi người. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, phiền gọi nhiều một chút. Nếu không, ta hơi sợ. Chiến quân, chương 1014, bảo trọng. Bốn bóng mở kia đứng trước Diệp Huyên nhưng không có ý tấn công, ngược lại như đang chờ đợi gì đó. Kế bên hắn, Chiến quân bột miệng hỏi, "Diệp huynh, bọn họ đến từ thế lực nào vậy?" "Ta không biết." Nghe vậy, hắn ta vừa định nói tiếp thì một người đàn ông trung niên khoác áo bảo tím đã xuất hiện trước mặt họ. Đó chính là vị nhân quân kia, trong tay còn cầm một chiếc kính màu trắng thuần. "Chính chủ đến rồi, đam mỹ sắc." Diệp Huyên chậm rãi nắm tay phải lại, âm thầm vận chuyển huyền khí trong người nhân quân chỉ mỉm cười nhìn hắn, không thể không nói biện pháp ẩn giấu của ngươi quả thật rất hay, nếu ta không mượn chiếc kính quan tâm này từ quan tinh môn thì đã không tìm ra ngươi rồi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Người khác hay gọi ta nhân quân, đối phương cười, về phần lai lịch, ta chỉ có thể nói rằng chúng ta không phải người của tinh vực vị ương. Gã vừa nói vừa đi đến gần, Diệp Huyên, ngươi giao nộp bảo vật, ta cho ngươi toàn thây, thế nào? Diệp Huyên nhếch mép, ta còn tưởng ông sẽ nói giao bảo vật ra, tha ngươi một mạng chứ. Nhân quân thong thả lắc đầu, người thật sự có chút yêu nghiệt, nếu tiếp tục trưởng thành sẽ trở thành mối họa lớn mất, ta phải bóp chết người ở đây thôi. Thấy Diệp Huyên im lặng như đang suy tư gì, gã ta nở nụ cười, định câu giờ ư. Một bóng mờ bên cạnh bóng kho người thì thầm mấy câu, ánh mắt của nhân quân đặt lên người chiến quân, các hạ đây là người của táng thiên trường thành. Nhân quân nói, người thấy đấy, thế giới này thực tế vô cùng. Diệp Huyên cũng cười, bình thường thôi, đây là việc riêng của ta, sao ta phải bắt người khác cùng chết. Đối phương nghe vậy thì gật gù, tâm tính của ngươi không tệ chút nào. Vừa dứt lời, một bóng mờ sau lưng nhân quân đã biến mất, không gian lập tức bị rạch toác ra một đường. Chương 1015, các hạ có ý gì? Diệp Huyên biến sắc, nắm tay phải lại, năm tia kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ thành hình, lẫm liệt bổ xuống. âm Tiếng nổ đinh tai vang lên, tất cả kiếm khí vỡ vụn, Diệp Huyên không ngừng thối lui, nhưng những cái bóng mờ đã lặng lẽ vây quanh hắn. Nguy hiểm. Hơi thở của Tử vong quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn không dám khinh thường. Diệp Huyên dẫm mạnh chân phải, khoác lên trang phục chư thần, vung kiếm chém ra nhất kiếm định sinh tử. Một bóng mờ chúng chiêu phải lui lại, nhưng đồng thời có vô số luồng sức mạnh khắc nện vào người Diệp Huyên. Quỳnh! Hắn ngã lộn nhào ra ngoài, cảm thấy thân thể như nát thành từng mảnh. Khi hắn gắng gượng muốn dừng lại, những bóng mờ kia lại xuất hiện. Một thanh kiếm đen bất thình lình hiện ra trong tay, Diệp Huyên vung nó sang ngang, kiếm quang đen nhánh ẩm ẩm rung động hắn nghe thấy nhân quân quát lên từ xa lui bốn bóng mờ quanh diệp huyên lập tức biến mất thoát cái xuất hiện lại sau lưng gã ta đường kiếm của diệp huyên không đánh chúng ai nhân quân ngắm nghía thanh kiếm trong tay hắn một hồi khẽ than kiếm của ngươi lợi hại đấy vậy sao diệp huyên lau đi vết máu bên khóe môi nhăn nhở cười khi thân ảnh nhân quân vừa biến mất hắn lại vung kiếm sau đó tiếp tục bay tít ra ngoài trong một tiếng nổ lớn. Nhân quân mỉm cười ở đằng xa, bóp chết một thiên tài quả nhiên rất có cảm giác thành tựu. Diệp Huyên lặng lặng nghĩ, dù sao cũng bị chèn ép thảm thật. Nhân quân quan sát nhóm người mà chiến quân đưa đến một phen, nhận ra đây là những thiên tài táng thiên trường thành, đều đã đạt đến thánh cảnh. Gã hỏi chiến quân, các hạ có ý gì? Một gã hói đi cạnh chiến quân thốt lên, "Ê Cẩu quân, ban nãy ngươi nói hắn chỉ mới đến thánh cảnh mà, toàn tạo hóa cảnh ở đây thì thánh cảnh chỗ nào? Còn, chương 1016, vừa mới quen thôi." Gã chỉ thẳng vào Nhân quân, "Tên này, tên này có thể còn trên cả tạo hóa cảnh nữa. Vậy mà ngươi dám nói là thánh cảnh? Ngươi chướng mắt ai thì nói thẳng đi, mắc gì lừa chúng ta?" Chiến quân nở một nụ cười ái náy, thì thánh cảnh với tạo hóa cảnh cũng đâu khác nhau là bao. Gương mặt gã hói nhân lại, ai bảo không khác, nói vậy mà cũng nói được. Bỗng nhân quân lên tiếng, chư vị, mục tiêu của chúng ta chỉ có Diệp Huyên, mời chư vị rời đi. Phần lớn những thiên tài này đều đến từ các thế lực lớn của tinh vực vị ương, tiêu diệt họ không khác gì chọc giận toàn bộ tinh vực, tuyên chiến trực tiếp với vị ương cung, vì vậy gã ta không dám vọng động. Chiến quân liếc nhân quân một cái rồi nói với gã hói bên mình, "Ê hói, tên kia ít nhất cũng trên tạo hóa cảnh, người đánh được không?" Gã hói trầm ngâm một hồi mới nói, "Cái tên còng queo dưới đất này là ai? Có đáng để các huynh để liều mạng không?" Chiến quân cười khổ, "Vừa mới quen thôi, hắn tên Diệp Huyên, thấy ta bị ba con thú cuồng bạo tập kích, không những không bỏ mặc mà còn ở lại trợ giúp." Về mặt nhân phẩm, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Gã hói thấp giọng hỏi, ta không quen biết gì hắn, nhưng nếu ngươi nói phải cứu thì sẽ cứu. Gã tiến về trước, một cây thước khổng lồ xuất hiện trong tay. Đoạn gã gõ nhẹ lên ngực, một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa ra. Gã nương theo một bước nhảy vọt mà tiếp cận nhân quân, vung thước lên, phân thiên thước. Một chiêu này trông như có thể chia đôi cả đất trời. Nhưng nhân quân ở dưới chỉ rừng rưng khoát tay. Ẩm. Um, sắc mặt gã ta trầm xuống. Người đàn ông dừng lại trước nhân quân một khoảng, dương mắt nhìn cút. Nhân quân đang toàn mở miệng thì một bóng đen đã vọt vào những bóng mở sau lưng gã. Chỉ nhoáng một cái, hai cái đầu bay ra ngoài, máu phun như suối. Gã ta nhìn người áo trắng chằm chằm, phải chăng các hạ chính là bạch tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng. Trường 1017, hắn cũng là người của trường thành ma đối phương chỉ hỏi lại, không cút chứ gì. Vừa nói xong, một bóng đen quỷ quyệt đã xuất hiện sau ba người nhân quân, trong tay còn vác theo một chiếc lưỡi hái đỏ thắm như máu. Sau một giây im lặng, nhân quân nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, gã ta và hai bóng mờ đã mất dạng. Bạch tiên sinh bấy giờ mới quay sang những thiên tài táng thiên trường thành, phạt ba tháng bổng lộc, một tháng quét dọn trường thành ai nấy nghe xong mặt cũng dài như quả mướp chiến quân yếu ớt lên tiếng bạch tiên sinh chúng còn phạm lỗi gì ạ à? thấy ông liếc sang hắn vội cười làm hòa hỏi để biết thôi ạ à, tiên sinh không nói cũng không sao bạch tiên sinh mới mở miệng chức trách của các ngươi là canh gác táng thiên trường thành hắn cũng là người của trường thành mà gã hói chỉ vào diệp huyên hô lên chưa tiến vào trường thành không phải người của trường thành Bạch Tiên Sinh chỉ hờ hững nhìn qua người đang hôn mê dưới đất, đoạn nói với chiến quân các ngươi có gì bất mãn với hình phạt của ta sao? Dạ không dạ không, con tán thành vô cùng, hắn ta lắc đầu như chống bỏi. Bạch Tiên Sinh nói tiếp, chừng nào hắn tỉnh lại thì đưa đến Hoàng Kim Cung, không cho ra trong một tháng. Nói xong, ông và bóng đen đằng xa đã biến mất như một làn khói, để lại đám người gã hói chố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Diệp Huyên với vẻ thương xót và cười trên nỗi đau khổ sắp đến. Sau khi Bạch Tiên sinh đi, đám người chiến quân cũng khiêng Diệp Huyên rời khỏi đó. Mà sau khi đám người chiến quân rời khỏi, nhân quân đã rời đi lúc trước lại xuất hiện ở đây lần nữa. Nhìn về phía đám người Diệp Huyên nơi xa xa, sắc mặt của nhân quân u ám một cách đáng sợ. Bóng đen khẽ gật đầu, xoay người biến mất tăm, nơi đây lại trở nên yên lặng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cảm thấy toàn thân mình đau đớn không thôi. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai, tỉnh rồi. chương 1018, phúc họa song song. Diệp Huyên cố nén cơn đau khắp người để ngồi dậy, nhưng vừa mới ngồi dậy, cảm giác bị xé rách từ cơ thể thể truyền đến khiến hắn nhất thời dùng mình hoảng sợ. Chiến quân bên cạnh Diệp Huyên nói, Huynh đừng cử động, toàn thân huynh đã bị đánh trọng thương, cần phải có thời gian hồi phục. Diệp Huyên cười gượng, lần này bị thương đúng là không nhẹ. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà lấy một ít Tử Nguyên tinh ra rồi nuốt chừng. Cùng với năng lượng của Tử Nguyên tinh đi vào trong cơ thể, vết thương trên cơ thể hắn cũng bắt đầu từ từ lành lại. Chiến Quân trầm giọng nói, Diệp huynh, những người vừa nãy là ai vậy? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Chiến quân nói, sau này, nếu như không có chuyện gì khác thì đừng ra khỏi táng thiên trường thành. Hắn ta cũng kiêng rẻ thực lực của đám người nhân quân vừa nãy. Diệp Huyên gật đầu, tạm thời sẽ không ra ngoài nữa. Vừa dứt lời, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, đây, đây chính là táng thiên trường thành. Chiến quân cười nói, đúng, bây giờ Huynh đang ở trong nhà đá của ta, đợi vết thương ổn ổn, huynh có thể ra ngoài ngắm nhìn táng thiên trường thành này. Hắn ta cầm cái chổi bên cạnh lên, ta còn có việc, huynh cứ dưỡng thương đã nha. Nói xong, hắn ta vác chổi rời khỏi nhà đá. Trong nhà đá, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng im một lúc. Trong nhà đá, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, im lặng không nói gì. Trận chiến trước đó khiến hắn hiểu ra, thực lực bây giờ của hắn còn thiếu sót rất nhiều. Bởi vì người ra tay với hắn, khả năng cao là mấy lão quái vật. Với lại, trực giác nói cho hắn biết, có cái tháp này tồn tại, kẻ địch sau này của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ như thế, vấn đề trong tháp cũng rất lớn, đặc biệt là tầng 5 này. Phúc họa song song. Diệp Huyên lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là dưỡng thương sau khoảng một canh giờ, cơ thể hắn mới khá hơn một chút. Nhìn cơ thể mình vẫn còn vài vết thương, Diệp Huyên lắc đầu rồi nở nụ cười. Nhân quân trước đó thật sự có hơi khủng bố, cường giả cấp bậc này cũng không phải là loại người mà hắn có thể đối đầu được bây giờ. chương 1019, không đi có được không? Nâng cao thực lực Diệp Huyên hít sâu một hơi, phải mau chóng nâng cao thực lực sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ diệp huyên chậm rãi ra khỏi nhà đá hắn muốn ngắm nhìn táng thiên trường thành này diệp huyên ra khỏi nhà đá một luồng hơi nóng phả vào mặt nóng vô cùng da rẻ cũng có cảm giác bỏng rát ngoài ra trong hơi nóng này còn mang theo vô số đất cát đây là đâu diệp huyên khẽ nhíu mày hắn bước rất nhanh không lâu sau hắn đã đến chỗ tường thành hắn ngẩng đầu lên nhìn xa xa là một cánh đồng hoang vu, nhìn không thấy điểm cuối. Mà hai bên trái phải của hắn, tường thành uốn quanh giống như một con rồng lớn, cũng không thấy điểm cuối đâu. Dưới chân, cao tới trăm trượng. Phía sau là một số nhà đá giải rác, cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy chục căn nhà. Gần phía sau nhà đá có thể mơ hồ thấy được vài bia mộ, khá nhiều. Táng thiên trường thành. Diệp Huyên lặng yên, táng thiên trường thành có chút không giống như trong tưởng tượng của hắn lắm. ở đây rất hoang vu, còn mang theo cảm giác một ngạt. đúng lúc này, một người đàn ông đi đến gần bên cạnh Diệp Huyên, người đó chính là Chọc. Chọc nhìn lướt qua Diệp Huyên một cái, sau đó nói, khỏe hơn rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, khỏe hơn rồi. với lại, chuyện trước đây cảm ơn nhé. lúc đám người của Chọc tới, hắn vẫn chưa ngất bởi vậy mà hắn vẫn còn nhớ người trước mắt này. Chọc khẽ nói, đến Hoàng Kim Cung quét dọn đi, đây là việc mà Bạch Tiên Sinh yêu cầu. Hoàng Kim Cung, Diệp Huyên ngây cả người, là chỗ nào vậy? Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, sau đó đi về phía cái nơi gọi là Hoàng Kim Cung gì đó. Bây giờ đánh không lại người ta, vẫn nên biết điều một chút mới được không lâu sau, Diệp Huyên đã đến nơi. chương 1020, ta sẽ sống biết điều. Cái gọi là hoàng kim cung gì đó chính là một cái tròi gỗ cực lớn, phía trên tròi gỗ trống không, còn bên trong thì truyền ra một mùi tanh hôi. Nếu như không phải là trên cửa viết ba chữ hoàng kim cung thì chắc chắn hắn đã tưởng rằng mình đến nhầm nơi rồi. Đúng lúc này, một ông lão từ bên trong đi ra, ông lão nhìn lướt qua Diệp Huyên, cậu là Diệp Huyên mới tới diệp huyên gật đầu là ta ông lão nhẹ giọng nói quét dọn đi diệp huyên hơi đờ người ra quét dọn cái gì ông lão chỉ về phía hoàng kim cung gần đó phân của yêu thú bên trong sắc mặt của diệp huyên tối sầm lại dọn phân của yêu thú mình sao ông lão nhìn diệp huyên một cái sao không muốn làm hả diệp huyên vội vàng gật đầu ông lão cười khẩy người mới tới, ta khuyên cậu một câu, đừng khiêu chiến với quyền uy của Bạch Tiên Sinh. Nếu không thì cậu sẽ rất thảm rất thảm đó. Suốt lời, ông ta quay người rời đi. Còn lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, khoan đã. Nói xong, hắn lập tức đến chỗ ông lão, khuôn mặt ông lão lạnh tanh, muốn làm gì. Diệp Huyên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa đến trước mặt ông lão, hắn cười nói, ta mới đến, đây là chút tấm lòng nho nhỏ vẫn mong tiền bối vui lòng nhận cho ông lão nhìn lướt qua chiếc nhẫn chứa đồ lạnh lùng nói cậu muốn hối lộ ta diệp huyên lộ vẻ nghiêm nghị không không tuyệt đối không phải vậy đây chỉ là chút tấm lòng của vãn bối thôi ông lão nhìn diệp huyên ánh mắt dần trở nên lạnh băng cậu coi lão phu là hạng người nào hả diệp huyên nghĩ một lúc sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ trong chiếc nhẫn chứa đồ có 200.000 viên tử nguyên tinh. Thấy tình cảnh này, ông lão giận tím mặt, đang định nói thì đúng lúc này Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, trong chiếc nhẫn này có 500.000 viên tử nguyên tinh. Tầng 5. Hàng lông mày của Diệp Huyên khẽ nhíu lại, tâm trí của hắn chìm vào trong cơ thể, không lâu sau, sắc mặt hắn trầm xuống. Tầng 5 mở cửa rồi. Mẹ Kiếp, như này là sắp xuất hiện rồi sao? Diệp Huyên ngây người ra như phỗng. Trường 1021, nhưng biết làm sao được. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên cũng có chút căng thẳng. Tầng 5 Khi giản tử tại rời đi, nàng ta đã nhắc hắn phải cẩn thận với tầng 5 này. Hiển nhiên là tầng 5 này có thứ khiến đối phương phải rè chừng. Hơn nữa, xét trong khoảng thời gian này, tầng 5 cũng không hề đơn giản, ngay cả kiếm trên đỉnh tháp cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, từ đó cũng có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như bây giờ đối phương thoát ra được thì người xui xẻo chắc chắn sẽ là hắn. Thế nhưng, Diệp Huyên đợi một lúc lâu mà lối ra tầng 5 không có chút động tĩnh gì. Làm gì vậy nhỉ? Diệp Huyên có chút mơ hồ, có muốn ra hay không thế? Thời gian lại qua một lúc lâu, chỗ lối vào vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Linh Nhi trong lòng Diệp Huyên khẽ dương mắt nhìn rồi quay sang Diệp Huyên, nghe hắn hỏi, sợ sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu rất mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyên nghiêm túc nói, có ta đây, đừng sợ. Tiểu Linh Nhi khẽ nói, nhưng người đâu đánh lại được cái tên kia đâu. Diệp Huyên. Hai tay Tiểu Linh Nhi chống cằm, khẽ thở dài, nhưng biết làm sao được. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn xoa nhẹ đầu tiểu Linh Nhi, trời có sập xuống thì ta cũng đỡ trước mà, biết chưa? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó quay lại tháp giới ngục, cô bé liếc mắt lên lầu, hay cánh tay nhỏ ôm chặt cái hộp. Bên ngoài, sau khi tiểu Linh Nhi đi vào tháp giới ngục, vẻ mặt tươi cười của Diệp Huyên dần dần biến mắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Hắn phát hiện ra một vấn đề là kẻ địch lớn nhất lúc này của hắn không phải người bên ngoài, mà chính là kẻ ở tầng 5 này, hoặc nên nói là tháp giới ngục này. chương 1022, nghiên cứu không gian. Đối mặt với những kẻ địch bên ngoài, nếu hắn đánh không lại thì có thể chạy, nhưng đối mặt với tháp giới ngục thì ngay cả cơ hội chạy trốn, hắn cũng chẳng có. Ôi! Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó quay về nhà đá của chiến quân, hắn ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tiếp tục trị thương việc cấp bách lúc này là trị thương cho tốt, sau đó nâng cao thực lực bản thân. Ước chừng sau hai canh giờ, thân thể Diệp Huyên căn bản đã hồi phục lại như bình thường. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh hắn rất nhanh đã xuất hiện một vài kiếm khí, những kiếm khí này bắt đầu tăng tốc nén ép, cuối cùng cô động lại thành một thanh kiếm, ngay sau đó thanh kiếm này lặng lẽ biến mất. Rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút dấu bết mơ hồ tuy nhiên diệp huyên vẫn chỉ có thể lắc đầu chậm đối với cao thủ thánh cảnh tốc độ này là là nhanh như chớp nhưng đối với cao thủ tạo hóa cảnh thì còn lâu mới đủ nhất định phải nhanh hơn nữa nhưng làm thế nào để tăng thêm diệp huyên ngồi dưới đất qua một lúc lâu cuối cùng hắn sử dụng đạo tắc không gian từ sau khi tu hành từ trong nghịch cảnh thì hắn rất ít khi dùng đến đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian nhưng lúc này hắn chợt nhớ đến những lời mà viêm già từng nói sức mạnh tiềm tàng của đạo tắc này là vô hạn bởi vì hắn gần như đã từng vận dụng khí đến mức tột cùng nên muốn nâng cao thêm thì chỉ có thể vận dụng không gian không gian diệp huyên đứng dậy hắn đi ra phía ngoài nhà đá nhìn ra bên ngoài có chút mờ mịt trước đây hắn đã từng đạt đến lăng không cảnh cũng có khả năng kiểm soát không gian nhất định thế nhưng lúc này Hắn lại phát hiện ra chút ít hiểu biết về không gian đó ít ỏi cỡ nào. Chương 1023, con đường tu luyện rất buồn tẻ. Không gian. Nhìn không thấy nhưng cảm nhận được. Hai mắt Diệp Huyên nhắm lại, tĩnh tâm tập trung, khoảng chừng nửa canh giờ sau, toàn thân tiến vào trạng thái như thiền định, lòng không tạp niệm. Cảm nhận không gian. Không gian không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, mà thông qua đạo tác không gian Hắn có thể cảm nhận không gian ngày càng rõ ràng. Không chỉ có thể cảm nhận được mà còn có thể nhờ đạo tác không gian mà vận dụng không gian xung quanh này. Đương nhiên, khi tới một cảnh giới nhất định, không cần dùng đạo tác không gian mà cũng có thể vận dụng không gian, nhưng Diệp Huyên phát hiện ra là hiệu quả khi dùng đạo tác không gian và khi không dùng chênh lệch nhau không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn càng cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của đạo tác không gian này mà chuyện hắn cần làm hiện tại chính là để kiếm của mình dung hợp với đạo tắc không gian. Sau khoảng một canh giờ, một tia kiếm khí lẳng lặng xuất hiện, sau đó, nó đột nhiên bay ra. Cũng tại khoảnh khắc đó, tia kiếm khí biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa thì đã ở trên tường thành cách đó trăm trường. Xuyên qua không gian Diệp Huyên có chút phấn khích, bởi vì sau khi vận dụng không gian, thì tốc độ kiếm khí trực tiếp xuyên qua đã tăng lên một chút nhưng hắn cũng tiêu hao khá nhiều, vì hắn còn phải khống chế sức mạnh không gian. Chuyện linh dị. Tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Diệp Huyên tiếp tục nghiên cứu trong điên cuồng. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Chương 1024, làm chuyện gì chứ? Mà mấy ngày nay, nhóm người chiến quân cũng không quay về, không biết đi làm gì rồi. Diệp Huyên cũng không quyết định đi ra ngoài mà trốn bên trong nhà đá, lao vào nghiên cứu đạo tắc không gian, hắn trải qua không biết bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hắn cũng có chút thành tựu. Đó chính là lợi dụng đạo tắc không gian để hợp nhất kiếm của mình và không gian trở thành một. Trước đó, hắn dùng kiếm đâm xuyên qua không gian, đạt được hiệu quả bất ngờ nhưng bây giờ hắn quyết định để kiếm và không gian hòa thành một thể điểm khác biệt chính là khi xuyên qua không gian thì kiếm khí và không gian tách rời còn hắn cần khống chế đồng thời cả khí và không gian như vậy sẽ rất tốn sức mà nếu hợp nhất với không gian thì hắn chỉ cần khống chế không gian là được bởi vì kiếm đã hòa thành một với không gian kiếm chính là không gian không gian chính là kiếm ngoài ra làm như vậy còn có một điểm tốt nữa đó là kiếm khí của hắn từ hữu hình sẽ trở nên vô hình. Kiếm khí vô hình lại càng bất ngờ khó lường. Đương nhiên, để kiếm khí và không gian trở thành một không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng cũng may mắn là hắn có đạo tắc không gian hỗ trợ, vì vậy cũng không phải quá khó khăn với hắn, điều cần làm là luyện tập. Luyện tập cật lực Hai ngày sau, đột nhiên chiến quân đi vào nhà đá, mà trên người hắn ta dường như có vài vệt máu. Diệp Huyên sững người, sao vậy? Chiến quân nhếch miệng cười, đánh nhau với người của ma kha tộc. Nhưng mà ta cũng không chịu thiệt, đối phương cũng bị ta chém đứt một cánh tay rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người của ma kha tộc đến rồi. Chiến quân lắc đầu, không biết vì nguyên do gì mà dạo gần đây, người ma kha tộc vẫn không có động tính gì, lần này là chúng ta chủ động đi tìm bọn chúng. Nói đến đây, Hắn nhìn sang Diệp Huyên, vết thương đỡ rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, cũng ổn nhiều rồi. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Chiến quân nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đi thôi. Nói xong hắn ta liền quay người rời đi. Diệp Huyên vội hỏi, huynh không chữa thương sao? Chương 1025, người áo đen cũng lặng lẽ biến mất. Chiến quân cười ha ha, chút vết thương này có là gì? diệp huyên lắc đầu cười rồi đi theo rất nhanh diệp huyên và chiến quân đã gặp được chọc gã liếc nhìn diệp huyên đi thôi nói xong gã quay người nhảy lên trực tiếp đáp xuống mặt đất dưới thành diệp huyên và chiến quân cũng nhanh chóng theo sát ba người chạy như điên cả một đường trong chốc lát đã biến mất nơi phía xa đồng bằng trên vách tường một người đàn ông trung niên mặc áo bảo trắng yên lặng nhìn theo ba người nơi xa người này chính là bạch tiên sinh qua một lúc bạch tiên sinh khẽ nói bảo vật đó cung chủ tại sao người lại đưa tên tai họa này đến đây là thấy ta quá nhàn rỗi sao lúc này một người áo đen cầm lưỡi liềm trong tay xuất hiện sau lưng bạch tiên sinh người áo đen nói tiên sinh dạo gần đây có vài người lai lịch không rõ nghe ngóng xung quanh trường thành bạch tiên sinh gật đầu biết rồi người áo đen hỏi có cần giải quyết luôn không bạch tiên sinh lắc đầu có tên nhóc kia ở đây không giải quyết đám ruồi nhặng đó được nói xong ông ngẩng đầu nhìn nơi về phía không xa nếu hắn không thể lập công năng lực quá mức tầm thường thì đích thân ta sẽ tiến hắn rời đi nơi đây không phải chỗ lánh nạn của hắn người áo đen trầm giọng nói nếu tên này không tầm thường thì sao rất nhanh chọc đã dừng lại trước một chỗ trên vách núi đá không xa trước mặt gã, có một cây xanh, trên cây có bốn quả màu xanh đậm. Diệp Huyên không hiểu, đây là. Chiến Quân nhếch miệng cười, đây là quả kỳ dị, có thể tăng cường thể chất, tương đương với một lần uống máu rồng, là vật quý đấy. Diệp Huyên nói, có nguy hiểm đúng không? Chương 1026, vẻ mặt hắn nghiêm trọng hơn. Chiến Quân nhìn Diệp Huyên, hỏi ngu thế, loại bảo vật thế này mọc ở một nơi như vậy một đã bị người ta nhắm trước hai là chắc chắn có yêu thú hung giữ canh giữ diệp huyên liếc nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra gì vẻ mặt hắn nghiêm trọng hơn bởi vì nơi này không hề đơn giản đột nhiên chọc nói ta đi lấy xuống hai người giúp ta quan sát hai bên bỗng chiến quân nói để ta đi cho chọc lạnh nhạt nói tốc độ của ngươi có nhanh như ta không Chiến quân muốn nói gì đó, chọc lại lắc đầu, tốc độ ta nhanh, cơ hội sẽ nhiều hơn chút. Nói xong hắn đã định đi, thì ngay lúc này, đột nhiên Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chiến quân và chọc đều sửng sốt, Diệp Huyên cũng sững người. Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, Tiểu Linh Nhi đã xuất hiện ở trước cây kỳ dị, chỉ trước mắt Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện trước mặt bọn họ, mà ở trước mặt bọn họ còn có quả kỳ dị đó nữa. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười, "Của ta." Nói xong, cô bé trực tiếp cầm quả kỳ dị đó rồi biến mất tại chỗ. Ba người. Ngay lúc này, ngọn núi lớn trước mặt ba người đột nhiên nứt ra, rất nhanh sau đó, một bóng người từ trong đó hiện ra, bóng người này tốc độ rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ ba người Diệp Huyên. Ầm. Uhm. Mặt đất dưới chân hai người nứt toạc, đồng thời cả hai đều liên tục lùi về sau. Diệp Huyên đang định ra tay thì đột nhiên chiến quân nói, để bọn họ đánh. Diệp Huyên nhìn chiến quân, hắn ta trầm giọng nói, không thể để người ma kha tộc xem thường chúng ta. chương 1027, cây gai kia lập tức vỡ tan. Diệp Huyên, cách đó không xa, chọc nhếch miệng, nụ cười này có chút hung tợn, rồi gã tung mình nhảy lên. Đồng thời, cây thước to lớn trong tay gã đột nhiên biến thành màu đỏ rực lúc tên quỷ nhân đối diện đột ngột xông lên tốc độ vô cùng nhanh nơi mà tên này lướt qua không gian đều chấn động làm người ta vô cùng sợ hãi hai người nhanh chóng sáp lại hai tay chọc cầm thước nặng trong tay đập mạnh xuống từng cú đập mang theo ngọn lửa kinh khủng càn quét tất cả mà tên quỷ nhân kia cũng không tránh né đánh mạnh một quyền chỉ dùng sức lực của thể xác tên đó đánh ra một quyền cả không gian đều chấn động ầm um, một quyền này trực tiếp dập tắt ngọn lửa kia mà thước nặng nề trong tay chọc cũng đập mạnh lên nắm tay tên quỷ nhân ầm um, không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ hai người liên tục lùi lại về sau thấy cảnh như vậy diệp huyên đứng một bên sắc mặt nghiêm trọng hơn thực lực chọc và tên quỷ nhân này quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn mà giờ phút này hắn cũng hiểu ra chút ít đó là trong số thế hệ trẻ ở thiên vực thực ra hắn cũng chẳng phải là người mạnh nhất có lẽ thiên tài của cả tinh vực vị ương đều tập trung ở đây ở đây thật sự là nơi yêu nghiệt tụ tập mà lúc này đột nhiên tên quỷ nhân kia xuất hiện trước mặt chọc đánh mạnh một quyền vào ngực gã trong nháy mắt gã bị đánh bay ra ngoài nhưng vào khoảnh khắc gã bị đánh bay ra ngoài thì cây thước nặng nề trong tay cũng đập mạnh vào ngực tên quỷ nhân âm uhm, tên quỷ nhân cũng bị đập bay ra xa hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, mà mặt đất nơi hai người đáp xuống cũng bị nứt toạc ra. chương 1028, giết giết tạo hóa cảnh. Ở phía xa, tên quỷ nhân sau khi dẫy người một cái trên mặt đất đã muốn đứng lên. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên u ám, bởi vì cả người tên quỷ nhân này đều đã bị nứt toác mà đối phương vẫn còn muốn đấu. Cách đó không xa, chọc cũng chậm chậm bò dậy, tên quỷ nhân dùng vẻ mặt vô cảm nhìn đối thủ, Ánh mắt chỉ có sát ý và ý chí chiến đấu. Ngay khi tên quỷ nhân muốn ra tay lần nữa thì đột nhiên một âm thanh vang lên từ bên cạnh, "Được rồi." Nghe thấy giọng nói này, tên quỷ nhân vội dừng lại. Mà sắc mặt Diệp Huyên và Chiến Quân đều thay đổi, nhất là Diệp Huyên. Hắn nhíu chặt mày, bởi vì hắn không hề cảm nhận được là đã có người đến. Diệp Huyên và Chiến Quân xoay người, trước mặt bọn họ không xa, một người đàn ông đứng đó khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo bảo dài xanh đen, tay phải chắp sau lưng, khí chất trên người điềm tĩnh lạnh nhạt. Mà sau lưng phía bên trái người đàn ông còn một người đàn ông dáng người vô cùng lực lưỡng đứng đó. Người đàn ông để trần thân trên, khoanh hai tay ôm lấy cánh tay, cơ bắp toàn thân gồng cứng, tràn đầy sức công phá, mà phía mẽ phải sau lưng người đàn ông áo bảo xanh còn có một người đàn ông nữa, vóc dáng hoàn toàn tương phản với người đàn ông lực lưỡng bên trái. Người đàn ông này có dáng người rất nhỏ nhắn giống thân hình của phụ nữ, hắn ta mặc áo bào dài rộng, hai tay giấu trong áo. Nhìn thấy ba người này, sắc mặt chiến quân bên cạnh Diệp Huyên lập tức u ám, sắc mặt chọc trong trước mắt cũng trở nên khó coi. Diệp Huyên cũng nhẹ giọng, quen biết sao. Chiến quân nhìn hai người sau lưng người đàn ông áo bào xanh, hai người này chính là thiên sát và địa sát của ma kha tộc, cả hai rất mạnh, bình thường đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Nói đến đây, hắn ta khẽ ngừng lại rồi nói, cả hai đều có thực lực giết chết được tạo hóa cảnh. Hơn nữa, đó đều là tin tức từ một năm trước, còn bây giờ. Giết giết tạo hóa cảnh. Người đàn ông áo bảo xanh đang muốn nói chuyện thì bất chợt quay đầu nhìn ra nơi chân trời phía xa, tên đó lập tức cau mày, sau một lúc mới xoay thân đi về phía xa. Ở bên cạnh, thiên sát, địa sát và tên quỷ nhân kia cũng vội đi theo. Đi chưa bao lâu thì bỗng dưng người đàn ông áo bảo xanh dừng lại, hắn ta quay người liếc nhìn ba người Diệp Huyên, ngay sau đó, hắn ta khẽ dẫm chân phải. Âm, um, chương 1029, ý chí chiến đấu vô hạn. Không gian xung quanh ba người Diệp Huyên trực tiếp nổ tung, ba người Diệp Huyên nhanh chóng lùi ra xa cả trăm trường. Sau khi ba người Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng chiến quân và chọc lập tức trào ra chút máu mà diệp huyên lại không bị gì ánh mắt người đàn ông áo bảo xanh quan sát diệp huyên có chút ngạc nhiên người cũng khá thú vị nói xong hắn ta trực tiếp quay người biến mất ở nơi xa đi rất vội nhìn thấy nơi đám người đàn ông áo bảo xanh biến mất vẻ mặt diệp huyên chợt trở nên nghiêm trọng vừa nãy hắn cảm nhận được sức mạnh không gian của đối phương Tốc độ đối phương thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp vận dụng đạo tắc không gian thì không gian xung quanh đã vỡ nát. Đây không phải điều quan trọng mà việc quan trọng là hắn cũng không ngờ được đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian như vậy. Không chỉ nhanh, mà thực lực còn rất mạnh. Lúc này, đột nhiên Chiến Quân đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Ma Kha tộc lại xuất hiện một thiên tài, hơn nữa năng lực người này rõ ràng còn trên cả Thiên Sát và Địa Sát thật sự không biết có phải là mạc tà trong truyền thuyết không nữa. Trọc ở bên cạnh thấp giọng nói, mặc kệ thế nào thì chuyện này cũng phải quay về báo cho Đường Béo, lần này Ma Kha tộc yên lặng quá lâu, quả thực có chút kỳ lạ. Nói xong, gã quay người rời đi. Chiến quân nhìn sang Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Trên đường, tâm tình Diệp Huyên có phần nặng nề, trước đó, hắn cảm thấy đối thủ của mình là thế hệ trước thế hệ trẻ hoàn toàn không có ai đánh thắng được mình, nhưng sau khi đến Táng Thiên Trường Thành này, hắn mới phát hiện là cao thủ của thế hệ trẻ quá nhiều, giống như người đàn ông áo bảo xanh ban nãy, hắn cũng không nắm chắc sẽ thắng được đối phương. Diệp Huyên quyết định không làm phiền đối phương nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra một vấn đề, chính là lúc chọc trị thương thì dùng linh thạch bình thường, chứ không phải là tử nguyên tinh. Diệp Huyên hỏi, sao không dùng tử nguyên tinh? chọc liếc nhìn Diệp Huyên, không có. Diệp Huyên gập ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đổ rơi xuống trước mặt chọc, trong đó có 100.000 miếng tử nguyên tinh. chương 1030, đường béo muốn gặp hai người. Chọc lại lắc đầu, ta biết trong người ngươi có chút của để dành nhưng chút đỉnh đó lại chẳng dùng được bao lâu, vì ngươi sẽ nhanh chóng nhận ra là nơi này có quá nhiều việc cần dùng tới tử nguyên tinh, cho nên ngươi tự mình giữ lấy đi. Diệp Huyên cười nói, người dùng trước đi, đến lúc không đủ lại nói sau. Chọc còn muốn từ chối, đột nhiên Diệp Huyên lại nói chọc, nếu ngươi cảm thấy con người ta đây đáng để kết thân thì cứ nhận đi. Chọc liếc nhìn Diệp Huyên, gã hơi do dự nhưng sau đó vẫn nhận lấy nhẫn chứa đồ kia. Một trăm nghìn miếng tử nguyên tinh vừa may có thể giải quyết được mối nguy trước mắt của gã. Nhất là hiện tại, gã đã bị bạch tiên sinh tạm ngưng bổng lộc, vì vậy, một trăm nghìn miếng tử nguyên tinh đối với gã là vô cùng quan trọng. Chọc bắt đầu hấp thu tử nguyên tinh, gã nhìn sang Diệp Huyên, ở đây, có hai người không thể đắc tội, đầu tiên là Bạch Tiên Sinh, thứ hai là Đường Béo, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi gặp bọn họ, biết chưa? Diệp Huyên cười nói, ở đây cũng có tranh đấu sao? Chọc lắc đầu, không có tranh đấu quá lớn, nhưng người ở đây đều rất kiêu ngạo, người hiểu ý ta chứ? diệp huyên gật đầu đương nhiên là hắn hiểu ở đây đều là yêu nghiệt đứng đầu mà thân là yêu nghiệt một phương thì chắc chắn vô cùng kiêu ngạo lúc này chiến quân đi vào hắn ta nhìn hai người diệp huyên sau đó nói đường béo muốn gặp hai người chọc khẽ nhíu mày một lát sau gã đứng dậy đi thôi diệp huyên gật đầu rồi đi theo trong chốc lát diệp huyên cùng với chiến quân và chọc đã đến một căn nhà đá căn nhà đá này rất to to gấp mấy lần nhà đá của chiến quân. Sau khi đi vào nhà đá, mùi thịt phảng phất bay lên. Bên trong nhà đá đang có 7 người, 5 nam hai nữ, mà người đứng đầu là một người mập mạp, dáng người rất to lớn. Diệp Huyên biết, người này có lẽ chính là vị đường béo kia. Đường béo ngồi trên mặt đất đang gặm một cái đùi dê, ăn cả miệng đầy dầu mỡ không có chút hình tượng, mấy người bên cạnh cũng ngồi đó đều đang ăn uống. Chiến quân đi qua, Đường Ca, người huynh đệ của ta đến rồi. Đường Béo không không thèm quan tâm chiến quân, vẫn mãi gặm đùi dê như cũ. Diệp Huyên khẽ cười, hết cách rồi, ta đây tức không nhịn nổi rồi. Vừa dứt lời, tay trái hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm có vỏ, dây tiếp theo, hắn rút mạnh kiếm chém về phía trước. Ầm, um, toàn bộ căn nhà đã lập tức vỡ vụn. Chương 1031 nụ cười trên mặt những người kia cũng tắt. Xung quanh đột nhiên yên lặng. Chiến quân và chọc vô cùng kinh ngạc, hai người không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên ra tay. Trong ấn tượng của bọn họ, Diệp Huyên là một người an tĩnh, tình tình rất ôn hòa. Cách đó không xa, đường béo buông đùi dê trong tay xuống, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên mặt vô cảm, trông rất bình tĩnh. Diệp Huyên hắn không phải là người thích gây sự, nhưng hắn biết rõ một điều rằng ở thế giới này cường giả là nhất chỉ có cường giả mới khiến người ta tôn trọng giống như thế tục vậy nếu một người không có bản lĩnh thì đừng nói là người ngoài người đầu tiên xem thường hắn sẽ là người thân bạn bè mà ba người bọn họ đến đây lại không được tôn trọng hắn không thích cảm giác này diệp huyên hắn làm người chính là như vậy người tôn trọng ta ta sẽ tôn trọng ngươi Người không tôn trọng ta, vậy mắc gì ta phải tôn trọng ngươi. Cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi. Đường béo đứng dậy đi về phía Diệp Huyên, lúc này chiến quân và chọc đã đến bên cạnh Diệp Huyên. Đường béo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tòa nhà đá này ít nhất phải một triệu tử nguyên tinh, nhưng với ngươi thì ta muốn lấy 10 triệu tử nguyên tinh. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta sợ ngươi không có mạng để lấy. Ha ha! Người đàn ông bị Diệp Huyên chĩa kiếm vào đầu nhìn hắn rất gắt gao, sắc mặt gã vô cùng khó coi, bởi vì vừa rồi gã rất thoải mái, gần như không đề phòng gì, vì vậy mới bị tên này dùng một chiêu kiếm khống chế. Đường Béo nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên lại nhìn hắn ta, đánh ở đây hay ra ngoài. Đường Béo cười nói, tất nhiên là ở đây. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên tung một quyền vào mặt Diệp Huyên. Chương 1032: Kiếm khí lập tức vỡ tan. Cú đấm này được tung ra trong tích tắc, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được có một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ xuống hắn, quyền thế này mang đến cho hắn một cảm giác không thể cản lại được. Nhưng cảm giác này vừa xuất hiện đã biến mất ngay lập tức. Diệp Huyên rút kiếm ra. Rút kiếm định sinh tử. Chớp mắt kiếm được rút ra một luồng kiếm thế mạnh mẽ lập tức chặn ngang lại quyền thế của đường béo sau một chốc kiếm đối đầu trực tiếp với nắm đấm của đường béo oanh diệp huyên lập tức lùi lại mười mấy trượng đường béo vẫn không nhúc nhích nhưng trước ngực hắn ta đã có một thanh kiếm khi cắm vào kiếm cắm vào không sâu nhưng vẫn là đã cắm vào xung quanh lại lần nữ yên tĩnh lại mà lúc này đây đám người phía sau đường béo đã nghiêm mặt lại thực lực và xác thịt của đường béo như thế nào bọn họ đều biết rõ, nhưng họ không ngờ rằng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh đến mức đường béo không thể tránh được. Tốc độ kiếm như thế này đã có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với đám người bọn chúng. Chiến quân và chọc cũng thấy hơi hoảng sợ, bọn họ không biết nhiều về thực lực của Diệp Huyên, chỉ biết Diệp Huyên là một kiếm tu, nhưng bây giờ thấy Diệp Huyên xuất kiếm, bọn họ mới phát hiện tên trước mặt này lợi hại hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm đường béo rút thanh kiếm khí ở trước ngực ra, một chốc sau, hắn ta ném thanh kiếm khí kia ngược lại về hướng Diệp Huyên. Xoẹt! Diệp Huyên cũng không trần chờ, trong nháy mắt khi kiếm khí bay ra ngoài, cơ thể hắn loáng cái biến mất, một chốc sau, xung quanh lại xuất hiện vô số kiếm khí, những kiếm khí này lao đến chém vào đường béo cách đó không xa từ các góc độ khác nhau. Chẳng bao lâu sau, kiếm khí đã bay ngang dọc khắp nơi. Diệp Huyên không chọn cách đối cứng với đường béo, không phải vì hắn không dám, mà là hắn biết rõ nhất ưu thế và điểm yếu của mình ở đâu. Hắn không ngu đến mức lại dùng điểm yếu của mình đi đối đầu với ưu thế của đối phương. Sức mạnh của đường béo vô cùng lớn, mỗi một quyền đều có thể đập nát kiếm khí của Diệp Huyên, thế nhưng kiếm khí của Diệp Huyên quyết định bởi khí, xung quanh có khí thì kiếm của hắn sẽ vô cùng vô tận. Bởi vậy, mỗi lần đường béo đập nát kiếm khí của Diệp Huyên là sẽ có vô số kiếm khí khác lao về phía hắn ta lại. chương 1033, Quỷ thần khó lường. Kinh khủng nhất là những kiếm khí này có thể đâm rách cơ thể của đường béo. Giao chiến trong chốc lát, đường béo đã bị phi kiếm của Diệp Huyên áp chế, rơi vào thế yếu. Thế nhưng một lát sau, đường béo đột nhiên giẫm chân phải một cái, một luồng sức mạnh cực lớn bộc phát từ trong cơ thể hắn ta, tiếp đó, tay phải hắn ta duỗi về phía trước, chỉ một chốc, hắn ta đột nhiên vung một quyền lên trên. Ầm. Uhm. Toàn bộ chân trời đều rung lên kịch liệt, trong nháy mắt, vô số phi kiếm của Diệp Huyên hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Đường Béo đột nhiên bật nhảy người, lao đến đánh vào Diệp Huyên. Giữa không chung, Diệp Huyên chắp hai tay lại, vô số kiếm khí lặng yên ngưng tụ ở trước mặt hắn một khắc sau những kiếm khí này đột nhiên bắn ra ngoài trong nháy mắt đường béo đang xông đến lại bị những kiếm khí này bao vây một thoáng im lặng ầm uhm. những kiếm khí kia lại vỡ tan ngay sau đó một nắm đấm đã vung lên nhắm thẳng vào lồng ngực của diệp huyên diệp huyên không tránh không né cầm một thanh kiếm khí trong tay chém về phía đầu của đường béo lấy mạng đổi mạng phía dưới sắc mặt mọi người đều thay đổi, đây là muốn liều mạng à. Giữa không chung, nắm đấm của đường béo đã nện vào ngực Diệp Huyên, mà kiếm của Diệp Huyên cũng đã chém vào đầu hắn ta, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, đường béo nghiêng đầu đi, tránh được chiêu kiếm chí mạng này, nhưng kiếm của Diệp Huyên lại chém thẳng xuống bả vai của hắn ta. Tốc độ của đám phi kiếm này quả thật quỷ thần khó lường. Đúng lúc này, đường béo cách đó không xa đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, một khắc sau, một bộ kim giáp hư ảo xuất hiện trên người hắn ta, khi bộ kim giáp này xuất hiện, những phi kiếm của Diệp Huyên vừa đụng vào nó đã lập tức tiêu tan. Thấy cảnh này, đám người theo phe Đường Béo đứng cách đó không xa bỗng trầm mặt xuống. Chương 1034, chỉ luận bàn một chút thôi ạ. À. Bọn họ không ngờ Diệp Huyên trước mắt này lại khiến Đường Béo lấy ra một trong các lá bài tẩy của mình. Ở phía xa, Diệp Huyên không ra tay tiếp nữa hắn nhìn đường béo, dùng ngoại vật à. Vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm chấn hồn. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, khóe mắt đường béo giật lên, mà phía sau đường béo cũng có một người đàn ông đứng bật dậy, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đường béo không dùng ngoại vật, kim giáp này là thuật thần thông, là do hắn ta tu luyện ra được, không tính là ngoại vật. Diệp Huyên hơi trầm ngâm, sau đó thu kiếm chấn hồn lại, nói thật, nếu hắn dùng ngoại vật, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh hắn cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Tất nhiên, đó không phải do hắn mạnh, mà là do kiếm chấn hồn mạnh. Kiếm này quá mức quỷ dị, cho dù là hắn cũng không có cách nào đối phó với nó được. Thấy Diệp Huyên thu hồi kiếm chấn hồn, người đàn ông kia mới thở phào nhẹ nhõm. vũ khí này mẹ nó vừa nhìn là biết tạo hóa cảnh, nếu Diệp Huyên dùng bảo vật này thì quả thật là muốn liều mạng rồi sao không đánh nữa lúc này một giọng nói bỗng vang lên nghe thấy giọng nói này sắc mặt mọi người đều thay đổi vội quay đầu lại cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng bạch tiên sinh thấy người này đám đường béo vội thi lễ chào bạch tiên sinh diệp huyên cũng không ngu hắn vội thi lễ theo chào bạch tiên sinh bạch tiên sinh vừa nói xong một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên biến sắc, vội lùi ngay về phía sau. Nhưng hắn vừa lùi, bóng đen kia đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa. Một khắc sau, hắn cảm giác được bụng mình truyền đến một trận đau đớn, cả người bay thẳng ra phía sau. Vừa bay được mấy trượng, Diệp Huyên lại cảm thấy chân phải mình bị người ta nắm lấy. Một chốc sau, hắn rơi thẳng xuống từ không trung, cuối cùng đập vào trên trường thành. ầm. Uhm. Toàn bộ trường thành rung lên kịch liệt, lúc này đây, Diệp Huyên cảm giác toàn thân mình như sắp vỡ vụn. Chương 1035, không nhúc nhích được. Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc, hắn cảm giác mình lại bị nâng lên, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên giận dữ, một khắc sau, vô số kiếm khí xuất hiện quanh người hắn, chẳng mấy chốc, bóng đen kia đã biến mất. Diệp Huyên hơi thả lỏng trong lòng, nhưng chưa đến một khắc, bóng đen kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn mà kiếm khí xung quanh hắn lại chẳng biết đã biến mất từ khi nào diệp huyên đột nhiên rút kiếm chém ra kiếm vừa hạ xuống chém vào khoảng không bóng đen kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn lại một khắc sau hắn cảm giác lưng mình như bị trùy sắt nện vào cả người lại bay thẳng về phía trước mà nháy mắt diệp huyên bay ra ngoài mấy thanh kiếm khí bắn thẳng về phía sau hắn tốc độ vô cùng nhanh Khoảnh khắc mấy thanh kiếm khí kia vừa bay đến trước mặt bóng đen thì bóng đen nọ lại đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa, gã đã ở trước mặt Diệp Huyên. Ầm. Uhm. Diệp Huyên lần nữa bay ra ngoài, mà lúc này, bóng đen đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, trong tay hắn đang nắm ba thanh phi kiếm. Chính là kiếm khí Diệp Huyên phóng ra khi nãy. Tốc độ kia nhanh đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Lúc này, giọng nói tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu diệp huyên tiểu chủ đừng giấy ruộng nữa người đánh không lại gã đâu diệp huyên nhìn thấy diệp huyên bị hành xong đám đường béo ở cách đó không xa bỗng chốc cười ha hả đúng lúc này bóng đen kia đột nhiên lao đến trước mặt đường béo đường béo lập tức tái mặt đang định ra tay thì đã bị một nắm đấm nện thẳng vào bụng mình phốc cả người đường béo lập tức bay ra ngoài Chẳng bao lâu sau, bóng đen kia lại tóm lấy chân Đường Béo quật thẳng hắn ta vào trường thành. Mọi người thấy thế đều tê cả ra đầu. Ầm. Uhm. Đường Béo bay thẳng ra ngoài, bay rất xa. Lúc này, Diệp Huyên cũng chầm chậm bò lên, mọi người đều nhìn về phía hắn, bóng đen kia đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng giơ cả hai tay lên, "Con, con nhận sai." Bóng đen ngừng lại. Chương 1036 Ma Kha tộc Mọi người. Nghe Diệp Huyên nói thế, mọi người đều sửng sốt. Nhận sai. Mọi người đều mờ mịt, vậy là nhận sai rồi. Bạch tiên sinh nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Bóng đen A à quỷ cũng lặng yên biến mất. Xung quanh, mọi người chố mắt nhìn nhau. Diệp Huyên ngồi phịch xuống, lúc này đây, hắn cảm giác xương cốt toàn nhân như sắp vỡ vụn giờ nhớ đến bóng đen tên là A quỷ kia, lòng hắn vẫn còn thấy sợ. Đối phương áp chế được hắn ở mọi phương diện. Áp chế không chút tốn sức. Người như thế, quá kinh khủng. Lúc này, chiến quân và chọc đi đến cạnh Diệp Huyên, hai người nhìn Diệp Huyên, chiến quân hỏi, không sao chứ. Diệp Huyên cười khổ, không chết được. Chiến quân cười hì hì, không chết là tốt rồi. Và lại, Diệp Huynh giỏi đánh nhau ghê, giỏi đánh nhau diệp huyên lắc đầu giỏi đánh nhau thì đã không bị người ta đánh thành thế này vẻ mặt của chọc và chiến quân đột nhiên trở nên kỳ lạ diệp huyên hỏi sao thế chiến quân cười khổ diệp huynh huynh biết người vừa đánh huynh là ai biết không diệp huyên lắc đầu chiến quân trầm giọng nói a quỷ diệp huyên hỏi lai lịch thế nào vừa nãy đấu với đường béo một trận Hắn có thể cảm nhận được đối phương chưa dùng hết toàn lực. Cũng bình thường thôi, vừa rồi cả hai đều không chân chính liều mạng, tất nhiên không thể để bại lộ hết lá bài tẩy của mình được. Lúc này, Chiến Quân lại nói, Diệp huynh, kẻ địch chân chính của chúng ta là Ma Kha tộc. Bọn chúng mới là kinh khủng nhất. Ma Kha tộc. Chương 1037, tu đạo không tầm thường. Lúc này đây Diệp Huyên bỗng nhớ đến người đàn ông mặc thanh sam. Thực lực của đối phương cũng sâu không lường được. Hơn nữa, A Quỷ và Bạch Tiên sinh mạnh như thế, nhưng những năm gần đây tinh vực vị ương chỉ có thể phòng thủ, hơn nữa còn hơi yếu thế, có thể tưởng tượng được cường giả ma kha tộc bên kia mạnh đến mức nào. Ở đây, hắn mới cảm thấy được nguy cơ thật thụ. Đúng lúc này, đám đường béo cách đó không xa đi tới, đường béo lướt nhìn Diệp Huyên, không nói gì, hắn ta dẫn mọi người xoay lưng rời đi. Mà đám người theo sau đường béo cũng quay lại liếc Diệp Huyên một cái, nhưng bây giờ trong mắt không còn định ý nữa. Bao gồm cả đường béo, tuy đối phương vừa chiến một trận với hắn, nhưng trên người hắn ta lại không có sát ý, không hề có ý niệm đẩy hắn vào chỗ chết. Chuyện này khiến Diệp Huyên hơi có chút bất ngờ. Như hiểu được suy nghĩ của Diệp Huyên, chiến quân đột nhiên nói, ở đây, đánh nhau vặt vãnh như vậy bình thường lắm nhưng một khi ra ngoài thì mọi người đều là chiến hữu bởi vì tất cả mọi người đều biết kẻ địch chân chính của chúng ta chính là ma kha tộc nói đến đây hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp năm đó có một vị thiên tài siêu cấp cùng nổi danh với tiết bạch y hai người đều vô cùng yêu nhiệt mà người kia có sát tâm quá mạnh lòng hiếu thắng quá lớn thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ thiên phú càng phải dùng hai chữ khủng bố để hình dung mà sau đó đối phương đã bị bạch tiên sinh tự ra tay chém chết diệp huyên không hiểu tại sao chiến quân nhìn về phía diệp huyên bởi vì lệ khí của nàng ta quá nặng nàng ta thấy người khác chướng mắt là ra tay đánh phế ngay không chỉ như thế còn vặn đầu người ta ra vứt đi tiết bạch y ra tay ngăn cản nàng ta lại đại chiến suốt một ngày với tiết bạch y ở ngoài thành sau khi bạch tiên sinh trở về thì xử phạt nàng ta nhưng nàng ta lại không phục đánh nhau với Bạch Tiên Sinh, tất nhiên là đánh không lại, nhưng mà, nàng ta đã làm một chuyện. Chuyện gì? Diệp Huyên hỏi. Chiến Quân trầm giọng nói, lần đó khi đang giao thủ với Ma Kha tộc, nàng ta cố ý không ra tay, khiến bên chúng ta có 5 thiên tài bị Ma Kha tộc giết chết. Chuyện khi đó rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm mặc. Chiến Quân nhìn về phía Diệp Huyên, "Diệp huynh, dù chưa tiếp xúc với huynh nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm nhận được huynh cũng là một người nóng tính. Ở đây, không thể làm việc quá mức tuyệt tình được, nhất là đối với người bên mình. Diệp Huyên cười nói, người khác không muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không liều mạng. Diệp Huyên hắn cũng không phải loại người tàn bạo độc ác, giống như trận vừa rồi với Đường Béo, Đường Béo không đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng không quyết giết cho bằng được đối phương. Tất nhiên, nếu có người muốn hại chết hắn vậy thì mặc kệ đối phương là ma kha tộc hay là tinh vực vị ương diệp huyên hắn đều giết không tha chiến quân gật gật đầu ở đây mọi người vẫn cần phải đoàn kết nếu không thì sau khi ra ngoài ai cũng khó sống chỉ chốc lát sau ba người diệp huyên rời đi mà ở một bên khác bạch tiên sinh đứng trên trường thành ông nhìn về phía trước trong mắt có một tia yêu sầu không biết là đang nghĩ gì ở bên cạnh ông là a quỷ không thấy bản thể đâu. Một lát sau, Bạch Tiên Sinh đột nhiên hỏi, cảm thấy hắn thế nào? A quỷ trầm ngâm một lát rồi nói, nền tảng trên trung bình, kiếm đạo có chút đặc biệt, tu đạo không tầm thường. Chương 1038, uy lực của phi kiếm cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Tiên Sinh hỏi, tính cách thì sao? A quỷ im lặng một lát rồi nói, tính tình có chút nóng nảy, ra tay sẽ liều mạng. Năng lực thực chiến và cận chiến đều không tệ, là một kẻ hung hãn. Nói đến đây, gã nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, người sợ hắn sẽ là nàng ta thứ hai sao? Bạch Tiên Sinh gật đầu, ta đã tra tư liệu về hắn rồi, người này từ thanh thành đến bây giờ, làm việc rất quả quyết, phải nói là tàn nhẫn, đối xử với kẻ địch chưa bao giờ nương tay, không hề nể mặt. A à, Quỷ nói, hắn biết cách thay đổi theo tình hình bạch tiên sinh cười nói cậu nói đến chuyện hắn nhận sai sao a à, quỷ gật đầu thật sự không ngờ đến bạch tiên sinh cười nói ta cũng bất ngờ nói xong ông quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa nhẹ giọng nói hy vọng hắn không phải nàng ta thứ hai chuyện kiếm hiệp hay diệp huyên về nhà đá của chiến quân chữa thương diệp huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điên cuồng hấp thụ tử nguyên tinh, mà trong đầu hắn vẫn đang nhớ lại trận chiến vừa nãy với đường béo. Chiến đấu với đường béo khiến hắn ngộ ra được bây giờ hắn vẫn còn thiếu sót, nhất là thân thể và cận chiến, tuy hắn đã được máu rồng tôi luyện qua, nhưng vẫn chênh lệch rất nhiều so với đường béo. Đừng nói là đường béo, hắn còn không bằng cả chiến quân. Thân thể của những người này đều luyện ra được qua muôn vàn thử thách mà cơ thể hắn thì thiếu hụt những rèn luyện như thế này. Ngoài ra, hắn phát hiện uy lực phi kiếm của mình vẫn chưa đủ mạnh. Giống như lần trước, phi kiếm của hắn tuy có thể phá tan sự phòng ngự của Đường Béo, nhưng lại không gây ra đòn chí mạng. Uy lực của phi kiếm cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Sau một canh giờ, thân thể Diệp Huyên đã gần như khôi phục hoàn toàn, hắn nhìn về phía chiến quân, nơi này có chỗ nào tu luyện không? Chiến quân lắc đầu, không có. Chiến quân ngây cả người, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đã biến mất không còn tâm hơi. Chiến quân lắc đầu nở nụ cười, nhìn về phía chọc tên này. Nói xong, hắn ta nhớ đến điều gì đó nên nghiêm túc lại, chọc này, người nói vừa rồi Diệp Huynh đã dốc hết toàn lực chưa? Chọc liếc nhìn chiến quân, người phí lời thế, Huynh ấy và đường béo đều chưa dốc hết toàn lực chương 1039, kiếm khí siêu cấp chém thẳng xuống. Chiến quân cười hì hì, vậy ngươi nói ai mạnh hơn? Chọc trầm mặc. Chiến quân nhẹ giọng nói, ai cũng bảo sức chiến đấu của kiếm tu đều mạnh mẽ, lúc trước ta không tin lắm, bây giờ thấy Diệp Huynh thì ta không còn nghi ngờ nữa. Vừa nhớ lại cảnh đối chiến lúc nãy của Diệp Huyên và đường béo, trận kiếm khí đầy trời ấy khiến ta thấy tê cả ra đầu. Chọc cũng khẽ gật đầu, trận chiến của Diệp Huyên và đường béo ban nãy, kiếm khí ngang dọc, hơn nữa kiếm của Diệp Huyên quá nhanh, nhanh đến mức khó có người tránh né được. Một lát sau, chọc trầm giọng nói, cố gắng lên. Chiến quân cũng gật đầu, ở đây, mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì người bên cạnh ai cũng ưu tú cả. Diệp Huyên rời khỏi trường thành đi về phía đông, chỉ chốc lát, hắn đã thấy được dãy núi chiến quân nói kia sau khi vào núi diệp huyên nhìn quanh bốn phía cuối cùng hắn đi vào một khu rừng rậm rạp tìm một mảnh đất trống rồi ngồi xuống lúc này trong đầu hắn hiện lại cảnh a quỷ đánh hắn vừa bắt đầu hắn cho rằng tốc độ của a quỷ quá nhanh nhưng cuối cùng hắn phát hiện không chỉ tốc độ của a quỷ nhanh mà còn một nguyên nhân nữa chính là đối phương hình như biết được hắn sẽ ra chiêu gì tiếp theo ý thức diệp huyên biết đây là ý thức chiến đấu. Chỉ có người trải qua vô số trận chiến sinh tử mới nắm giữ được loại ý thức chiến đấu mạnh mẽ nhường này. Bản thân hắn từ thanh thành đến đây, cũng trải qua vô số trận chiến, nhưng hiển nhiên không thể so được với A quỷ, vẫn còn kém nhiều lắm. Đừng nói A quỷ, ngay cả chiến quân, chọc hay đường béo hắn cũng không sánh bằng. Tu luyện Xoẹt Kiếm khí siêu cấp chém thẳng xuống Âm uhm mảnh đất trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt toác. Chương 1040, giống như kiếm đạo. Diệp Huyên lắc đầu, dù uy lực đã lớn hơn, nhưng không quá mạnh, hơn nữa còn tiêu hao sức lực quá nhiều, thời gian ngưng tụ kiếm quá lâu, nếu đối địch với người khác, đối phương chắc chắn không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyên ngồi trầm tư một lúc rất lâu, khoảng chừng một canh giờ sau, hắn đột nhiên đứng lên, một khắc sau, trước mặt hắn xuất hiện một thanh kiếm khí, chốc lát thanh kiếm khí này ngày càng nhỏ cuối cùng nó đã teo lại chỉ còn chừng một ngón tay mà nương theo thanh kiếm khí ngày càng nhỏ này không gian xung quanh nó đột nhiên bắt đầu nứt ra nhìn thấy cảnh này diệp huyên mừng rỡ trong lòng bởi vì điều này có nghĩa là phương pháp của hắn dùng được sau khi cô đặt kiếm khí lại uy lực không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà tốc độ còn nhanh hơn nữa chỉ ít phải nhanh gấp hai lần bây giờ kiếm khí của hắn không được gọi là kiếm khí nữa rồi mà phải là châm kiếm kiếm khí như kim châm quỷ thần khó lường diệp huyên không dừng lại bởi vì châm kiếm này còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn tốc độ cũng có thể nhanh hơn nữa cứ thế diệp huyên lại thử nghiệm lần nữa theo thời gian hắn ngưng tụ châm kiếm của hắn càng ngày càng nhỏ hơn tựa như lông trâu mắt thường khó thấy không chỉ thế Tốc độ của châm kiếm này cũng càng lúc càng nhanh hơn, nhanh đến mức hắn phải dùng đạo tắc không gian mới cảm nhận được. Lăng không cảnh Bây giờ hắn là lăng không cảnh, mà trên lăng không cảnh chính là thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh, chỉ thần hồn cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ. Diệp Huyên không biết những cảnh giới này là do ai sáng tạo, cũng như không biết làm sao đạt đến những cảnh giới này, thế nhưng hắn biết, người sáng tạo ra những cảnh giới này chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, nếu cảnh giới này cũng đi được đến cực hạn thì chúng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng mọi người đều quá vội vàng cấp tiến, rất ít người tu được đến nơi đến chốn, từng bước một đi lên. Bao gồm cả hắn cũng vậy. Giống như kiếm đảo, chương 1041, cứ như vậy, nửa tháng trôi qua hắn đã hoàn toàn quên cái gì là kiếm ý và kiếm đạo, bây giờ hắn chỉ muốn đi thật chắc từng bước một, chứ không còn bận tâm chuyện sau này nữa. Phải đi cho vững từng bước ở dưới chân là được. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng ngưng thần. Cảm thụ tinh thần lực. Tinh thần lực chính là thần thức, mà trong lúc đối chiến với người khác, phần lớn thời gian đều dựa vào thần thức của bản thân, bởi vì có những người tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không thể thấy được, thế nên vào lúc đó, cần phải dùng thần thức để quét. Hắn ngự kiếm là dựa vào ý niệm, mà ý niệm lại chính là một phần của tinh thần lực. Đơn giản mà nói, nếu hắn tu luyện thần hợp cảnh đến được cực hạn thì phi kiếm của hắn chắc chắn có thể trở nên nhanh hơn nữa. Và lại, linh hồn cũng có thể tu luyện được, khi đó, nói không chừng hắn có thể mượn hồn lực trợ giúp, khiến phi kiếm của mình mạnh mẽ hơn, hoặc phải nói là quỷ dị hơn. Đột phá thần hợp cảnh. Diệp Huyên quyết định bắt đầu từ tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực đơn giản hơn một chút, hắn cũng tiếp xúc nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, thần thức của Diệp Huyên bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phía, mà dưới thần thức, mọi thứ xung quanh đều hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Nhưng có một vấn đề, đó là nếu quét thần thức ra xa hơn thì lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhất là lúc đang ngự kiếm, mỗi lần ngự kiếm là phải tiêu hao thể lực rất nhiều bây giờ hắn đang nghiên cứu làm sao để giảm mức tiêu hao này xuống không chỉ thế hắn còn muốn giúp kiếm của mình trở nên mạnh hơn nhanh hơn nữa chép mới luôn có tại trcmtrqn me tất cả chỉ vì muốn phi kiếm nhanh hơn mạnh hơn hắn muốn là kiểu không xuất kiếm thì thôi vừa xuất kiếm là phải chết người một chiêu kiếm có thể giải quyết mọi việc tốt nhất là không cần dùng đến chiêu thứ hai bởi vậy, điều bây giờ hắn muốn làm chính là tu luyện một thanh phi kiếm thật tốt, một thanh phi kiếm đơn thuần từ ngưng tụ khí. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, cách đó không xa, một bóng người xuất hiện, người đến là chiến quân. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, cách đó hai trăm trượng, ở một nơi cả hai không nhìn thấy, một phiến lá cây yên lặng rơi xuống, Cùng lúc đó, có một tia kiếm quang nhỏ xíu gần như không nhìn thấy lóe lên. Chiến quân đứng trước mặt Diệp Huyên đánh giá hắn một lượt, không làm phiền huynh chứ? Diệp Huyên cười nói, không có. Chương 1042, Ma Kha tộc. Chiến quân khẽ gật đầu, lần này tới tìm huynh là do có chuyện. Diệp Huyên không rõ, việc gì? Chiến quân gật đầu, vừa nhận được tin tức sau khi đám người đường béo vào đầm lầy tử vong thì đã bật vô âm tín. Diệp Huyên hỏi, Bạch Tiên Sinh nói sao? Chiến quân trầm giọng nói, Bạch Tiên Sinh bảo chúng ta đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vậy hẳn là đã xảy ra vấn đề rồi. Chiến quân gật đầu, vốn không muốn quấy giày huynh, nhưng bây giờ lại thiếu nhân lực, hơn nữa trực giác nói cho ta biết chuyện lần này không hề đơn giản, vì thế chỉ có thể đến tìm huynh thôi. Diệp Huyên cười nói, tìm ta là đúng rồi, đi thôi. Nói xong, hắn vỗ vai chiến quân rồi rời đi. Chiến quân đứng tại chỗ cười một tiếng rồi cũng đi theo. Hắn biết Diệp Huyên đã xem hắn ta và chọc là bạn bè rồi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và chiến quân trở lại trường thành, trong một gian nhà đá, ngoại trừ chiến quân và chọc ra, Diệp Huyên còn thấy ba người nữa, là hai nam một nữ, ba người trông hao hao nhau chọc nhìn Diệp Huyên, giới thiệu ba người này là huynh muội lần lượt là đường mộc, đường lâm, đường sâm sâm. Diệp Huyên chào hỏi với ba người, ba người cũng quay sang đáp lễ. Tuy bọn họ không quen biết với Diệp Huyên, nhưng đã từng nghe nói đến, đây là một kiếm tu, là một kiếm tu có thể giao thủ với đường béo. Chọc trầm giọng nói, Bạch Tiên sinh bảo chúng ta đến đầm lầy tử vong, vậy chắc chắn là đám đường béo đã xảy ra chuyện rồi nhưng bạch tiên sinh lại không ra tay hiển nhiên chuyện này liên quan đến ma kha tộc nếu ta đoán không sai bạch tiên sinh đã bắt đầu triệu tập hết tất cả những người ở bên ngoài rồi nói đến đây gã dừng một lát rồi nói tiếp ma kha tộc hẳn là muốn ra tay rồi chọc vừa dứt lời diệp huyên phát hiện sắc mặt mọi người xung quanh đều nghiêm túc lại diệp huyên khẽ gật đầu hắn cũng không rõ lắm về tộc này Tuy rằng trước đây đã tiếp xúc với người đàn ông mặc thanh sam nọ, nhưng thực lực tổng hợp của Ma Kha tộc thì hắn hoàn toàn không biết. Lúc này, nhìn về phía Diệp Huyên, "Diệp huynh, lát nữa nếu đúng là gặp phải bọn chúng thì huynh đừng khinh địch." Diệp Huyên cười nói, "Tất nhiên." Nói xong mấy người đẩy nhanh tốc độ. Chương 1043: Rút kiếm định sinh tử. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đi đến một vùng đầm lầy trong đầm lấy có yêu thú đang quấy đạp. Chọc nói, đừng dây dưa với đám yêu thú này. Vừa dứt lời, gã thả người nhảy lên một cái, lập tức biến mất ở phía xa xa. Mấy người Diệp Huyên cũng vội vàng đuổi theo sau, chỉ chốc lát, mọi người đã đến được đoạn cuối của đầm lầy tử vong. Đoạn cuối của đầm lầy tử vong là một mảnh thảo nguyên, ở đây, nhóm Diệp Huyên gặp được đám đường béo. Tổng cộng 5 người, đều đang thoi thóp, nhất là đường béo, hai cánh tay hắn ta đã bị chém đứt. Lúc này, đường béo đột nhiên mở mắt ra, khi thấy đám người chọc thì hắn ta đột nhiên gào lên, đi mau. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, một luồng hàn quang yên lặng bắn đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đầu của đường béo lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó, bốn cái đầu của những người còn lại cũng lập tức bay đi. Máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, Sắc mặt đám người chiến quân lập tức trở nên dữ tợn, chiến quân vọt thẳng ra ngoài, mà một khắc sau, hắn ta lại bị đẩy lùi gần trăm trưởng. Trước mặt đám người diệp huyên, xuất hiện hai bóng người. Chính là thiên sát và địa sát diệp huyên đã gặp ngày đó. Vóc người thiên sát khôi ngô, địa sát thì mặc áo bảo đen, hai tay giấu vào trong áo. Thấy hai người này, sắc mặt mấy người bên chọc lập tức thay đổi hai người này là một trong những nhân vật hết sức khủng bố của ma kha tộc lúc này một giọng nói vang lên diệp huyên có đến không diệp huyên diệp huyên khẽ nhíu mày đối phương tìm mình mọi người nghe thấy thì quay sang xem bên phải có một người đàn ông mặc thanh sam chậm rãi đi đến tìm diệp huyên đám người chọc nhìn về phía diệp huyên diệp huyên im lặng hắn không biết vì sao đối phương lại đến tìm mình nhưng theo suy đoán của hắn thì có lẽ là liên quan đến bảo vật trong người mình. Người đàn ông mặc thanh sam đến trước mặt đám người Diệp Huyên, không tới sao. Diệp Huyên khẽ gật đầu, do ta ngu xuẩn, lại đi hỏi vấn đề ngu xuẩn này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống, người đàn ông mặc thanh sam lắc đầu nở nụ cười, người không có tư cách giao thủ với ta chương 1044, hắn ra tay lúc nào. Vừa dứt lời, gã đã lui ra ngoài hơn 10 trượng, mà thiên sát lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, thiên sát đột nhiên đánh một quyền về phía kiếm của Diệp Huyên. ầm uhm. Một quyền tung ra, Diệp Huyên lập tức lui ra xa hơn trăm trượng, mà trong quá tình hắn thối lùi ấy, không gian xung quanh hắn đều nứt toác. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, thiên sát đã định ra tay tiếp, nhưng lúc này gã hắn đột nhiên xoay người lại cách đó không xa cánh tay phải của người đàn ông mặc thanh sam chẳng biết tự khi nào đã biến mất máu tươi phun tung tóe đám người chọc sửng sốt người đàn ông mặc thanh sam nhìn cánh tay rơi ở trên đất lòng bàn tay gã xòe ra một tia sáng xanh thoáng hiện lên một khắc sau trước ánh mắt của mọi người cánh tay phải của gã từ từ mọc ra lại người đàn ông mặc thanh sam nhìn diệp huyên ở cách đó không xa nhẹ giọng nói ta rút lời người có tư cách giao thủ với ta diệp huyên im lặng một lát sau đó nhìn về phía đám chọc các ngươi đi trước đi chọc ngây cả người sau đó cả giận nói diệp huynh huynh nói nhảm gì vậy sao chúng ta lại bỏ huynh một mình ở đây được chứ huynh diệp huyên đột nhiên cắt ngang lời gã đại ca ta bảo ngươi đi tìm cứu binh mẹ nó ta không đánh lại ba tên này được Mọi người. Đánh không lại. Chỉ giao thủ một hiệp thôi là Diệp Huyên đã biết được, ba người trước mặt này không ai kém hơn hắn cả. Hắn căn bản không đánh thắng được ba người này. Nhất là người đàn ông Mạc Thanh Sam. Vừa nãy hắn vốn tung đòn bất ngờ chém đối phương, nhưng hắn không ngờ đối phương lại tránh được chiêu kiếm chí mạng kia của hắn, không chỉ vậy mà còn có thể lập tức khôi phục lại cánh tay bị chém đứt nữa. Quá khủng bố. Diệp Huyên biết, bọn hắn căn bản không đánh lại ba người này, nếu không đi, một khi hắn bị khống chế thì có lẽ đám người chiến quân sẽ bị tàn sát toàn bộ. Thấy cảnh này, mọi người đều dồn dập nhìn về phía Diệp Huyên ở gần đấy. Hắn ra tay lúc nào? Trừ ba người đối địch ra, mấy người chiến quân đều không biết Diệp Huyên ra tay từ lúc nào. Trước mặt Diệp Huyên, thiên sát chuẩn bị nghênh chiến, người đàn ông mặc thanh sam đột nhiên nói, "Để ta chương 1045, quá khủng bố. Thiên sát dừng lại, gã lui sang một bên. Người đàn ông mặc thanh sam đi về phía Diệp Huyên, kiếm của ngươi. Rất nhanh. Diệp Huyên không trả lời gã, hắn nhìn chiến quân và chọc ở bên cạnh, truyền âm bằng huyền khí, không muốn ta chết thì lập tức rời đi, một mình ta ở lại có cơ hội sống sót lớn hơn. Chọc và chiến quân nhìn nhau, sau một khắc, hai người lắc đầu chọc trầm giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta rời đi, Huynh chết còn nhanh hơn. Còn về phần cứu binh, ta tin hẳn đã có người chạy đến đây. Chiến quân cũng gật đầu, Diệp Huynh, Huynh đánh tên lợi hại nhất, còn thiên sát và địa sát kia giao cho chúng ta. Ông đây đã muốn chiến thử với thiên sát địa sát ma kha tộc từ lâu rồi, ha ha. Diệp Huyên im lặng một chốc rồi nói, cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phái người đàn ông mặc thanh sam, sao nào mà kha tộc cũng muốn bảo vật này? người đàn ông mặc thanh sam cười nói muốn. vừa dứt lời gã đã biến mất. mà ngay khoảnh khắc người đàn ông mặc thanh sam biến mất đó, bàn tay đang nắm chặt của diệp huyên đột nhiên xòe ra trong chớp mắt. âm uhm. một âm thanh nổ vang, hai bóng người liên tục lùi về phía sau nhưng rất nhanh sau đó cả hai lại lần nữa biến mất. tốc độ của cả hai đều quá nhanh nhanh đến mức mọi người chỉ thấy được tàn ảnh của họ mà đáng sợ nhất là khi hai người chiến đấu lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào toàn bộ đều im hơi lặng tiếng quá khủng bố vừa dứt lời dưới chân diệp huyên có vô số cây khô đột nhiên bò đến chỗ hắn như vừa được sống dậy mà lúc này một tia kiếm quang đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay diệp huyên một khắc sau đám cây khô xung quanh hắn đột nhiên nứt toác vỡ vụn Thế nhưng đám cây khô này cứ như vô cùng vô tận, chỉ chốc lát, bốn phía quanh Diệp Huyên đã bị đám cây khô này độc chiếm, nhưng chúng lại không thể đến gần Diệp Huyên được, bởi vì kiếm của hắn vô cùng nhanh, vì thế, đám cây khô còn chưa đến gần đã bị kiếm của hắn chém nát. Nhưng hắn cũng không thể chém hết được đám cây khô này. Trong phút chốc, hai bên rằng co. Chương 1046: Giáp đại địa. Lúc này người đàn ông mặc thanh sam đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, phút chốc im lặng, tay phải gã đột nhiên hợp lại, vạn phong nhận. Vừa dứt lời, xung quanh bất ngờ xảy ra chuyện, trong nháy mắt có vô số lưỡi gió lao về phía Diệp Huyên đang bị đám cây khô quấn lấy, những lưỡi gió kia vô sắc vô hình, chúng nó không hề xung đột với đám cây khô mà là trực tiếp xuyên qua không gian, phóng thẳng đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân cách đó không xa đều nghiêm mặt lại. Diệp Huyên đang đứng giữa đám cây khô cũng nghiêm túc lại, đây là thủ đoạn gì? Hắn không dám khinh thường, Diệp Huyên xòe tay phải, kiếm tiên linh xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, phóng người sông ra ngoài. Chỗ hắn lướt qua, đám cây khô lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, hai tia kiếm khí nhỏ bé xung quanh Diệp Huyên bỗng chốc phóng ra ngoài bay xung quanh hắn, bởi vì tốc độ của chúng quá nhanh nên đã tạo thành một lồng phòng hộ cực lớn bằng kiếm quang ở quanh người hắn. Chính là hai kiếm khí này đã ngăn lại tất cả lưỡi gió kia. Thấy Diệp Huyên cầm kiếm chém tời, sắc mặt người đàn ông Mạc Thanh Sam vẫn không thay đổi, hai tay gã đột nhiên chắp lại trước ngực, mặt đất dưới chân gã rung lên kịch liệt, một khắc sau, gã nhẹ giọng nói, giáp đại địa. Bởi vì người đàn ông Mạc Thanh Sam đã xuất hiện ở cách đấy hơn mười mấy trượng Người đàn ông mặc thanh sam nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì sắc mặt gã khẽ biến, vội nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, có một tia kiếm quang đã xuyên thủng qua bả vai của gã. Toàn bộ cánh tay phải của người đàn ông mặc thanh sam lại lần nữa rơi xuống, nhưng lại không có máu chảy ra, không chỉ thế, cánh tay kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì bả vai phải của gã đã mọc lại một cánh tay mới. Chương 1047, thể chất đặc biệt Thấy cảnh này, sắc mặt đám chiến quân ở cách đó không xa chợt trở nên khó coi. Đây là thân thể bất tử sao? Sắc mặt Diệp Huyên cũng nghiêm lại, người đàn ông mặc thanh sam này quả thật có hơi quỷ dị. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười tiếp đi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay gã lại xòe ra, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lòng bàn tay gã, ngọn lửa này trắng bệch, trông rất quỷ dị. Mà khi ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức nóng lên, không chỉ thể, không gian bốn phía cũng bắt đầu tự cháy. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn Diệp Huyên, đây là lửa tử linh, xếp thứ sáu trong bảng kỳ vật thiên địa, để ta xem thử kiếm của ngươi có thể phá nó không. Vừa nói xong, gã hợp hai tay lại, ngọn lửa nhỏ kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm lửa, sau một khắc, thanh kiếm lửa này bay thẳng đến phía Diệp Huyên nơi ngọn lửa đi qua, không gian lập tức bị đốt cháy. Thấy cảnh này, đám người chiến quân vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ở phía xa xa, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm chấn hồn. Diệp Huyên cầm kiếm đâm về phía trước. Một chiêu kiếm tung ra, hai mũi kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt, thanh kiếm lửa kia đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó bắn ngược về, mà cùng lúc đó sắc mặt của người đàn ông mặc thanh sam cũng tái lại, gã vội lùi xa lại hơn trăm trượng. gã nhìn chồng chọc Diệp Huyên, đó là gì? đám người chiến quân thấy mờ mịt. Diệp Huyên im lặng, tâm trạng cực kỳ nặng nề. ban nãy hắn đã sử dụng phân hồn của kiếm chấn hồn, nhưng lại thất bại. thất bại, thể chất đặc biệt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc thanh sam cách đó không xa, nhưng giờ khắc này, trong mắt người đàn ông mặc thanh sam kia cũng xuất hiện một tia kiêng kỵ. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong tay ngươi là kiếm gì? Diệp Huyên cười nói, kiếm giết người. Chương 1048, giọng nói của Bạch Tiên Sinh. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất, một khắc sau, trong mắt của người đàn ông mặc thanh sam kia đột nhiên co lại chẳng mấy chốc gã đột nhiên vỗ một trường xuống mặt đất ở phía trước mặt âm um. mặt đất dưới chân hai người lập tức vỡ nát mà người đàn ông mặc thanh sam kia đột nhiên thả người nhảy lên một cái gã tung một quyền nhắm vào Diệp Huyên ở trước mặt quyền vừa tung ra như sông biển tuôn trào không gian trước mặt gã lập tức bị dạn nứt cùng lúc đó một luồng thế cực lớn lập tức ép Diệp Huyên trước mặt phải dừng lại đối mặt với chiêu kiếm này của Diệp Huyên Người đàn ông mặc thanh sam chọn cách cứng đối cứng. Quyền kiếm vừa đụng nhau. Ầm. Uhm. Một tiếng vang lớn như sấm rền nổ lên giữa đất trời, ngay sau đó, hai người chợt liên tục thối lui về sau, mà trong lúc Diệp Huyên lùi lại, một tia kiếm quang đã lặng lẽ phóng tới trước mặt người đàn ông mặc thanh sam. Người đàn ông mặc thanh sam không nhìn thấy tia kiếm quang này, nhưng gã lại cảm nhận được. Người đàn ông mặc thanh sam đột nhiên đan hai tay lại với nhau, rồi xoay ngang về phía trước. Ầm. Uhm. Tia kiếm quang kia vẫn vụn, nhưng người đàn ông mặc thanh sam lại lùi về sau thêm trăm trượng nữa, không chỉ vậy, hai cánh tay gã còn hiện lên vô số vệt kiếm. Nhưng chẳng mấy chốc sau, những vệt kiếm đó đã lặng yên biến mất, cánh tay khôi phục lại bình thường. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề, đây là đánh không chết à? sắc mặt đám chiến quân ở bên cạnh cũng rất khó coi, người đàn ông mặc thanh sam này quả thật quá kinh khủng. Người đàn ông mặc thanh sam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, tay phải gã rũi về phía trước, một khắc sau, một thanh trường đao ngưng tụ lại trong lòng bàn tay gã. Thấy cảnh này, thiên sát và địa sát ở cách đó không xa đều quay mắt lại nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ nghiêm túc. Phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc thanh sam kia, lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, lùi. Giọng nói của Bạch Tiên Sinh. Lùi. Diệp Huyên có chút không hiểu, trực giác nói cho hắn biết, một đao kia, hắn không đỡ được. Chương 1049, hắn không muốn rút lui. Có thể sẽ chết. Lùi một bước, có vô hạn khả năng. Không lùi, chết. Xung quanh chợt yên tĩnh lại. Một lát sau, diệp huyên đột nhiên nhẹ giọng nói nếu như không có ai ta sẽ lùi nhưng nhiều người như vậy ông đây không lùi được vừa dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc thanh sam nọ chiến đi lời nói vừa vang lên chuyện bất ngờ đã xảy ra đánh âm thanh như tiếng chuông lớn chấn động đất trời diệp huyên vừa dứt lời một luồng kiếm ý cực mạnh đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể diệp huyên kiêm ý giống như núi lửa phun trào, sông thẳng lên trời, khiến phía chân trời chấn động. Đánh, chết. Diệp Huyên hắn cũng sợ chết, càng không muốn chết. Nhưng so với chết thì hắn không muốn bản thân mình hèn nhát hơn. Một người đàn ông, hắn có thể nghèo, có thể không có thực lực, nhưng tuyệt đối không thể không có tôn nghiêm, không thể không có nhiệt huyết. Nếu như đối phương là lão quái vật. Diệp Huyên hắn không thể đánh lại thì hắn sẽ không chút do dự mà quay người bỏ chạy. Nhưng đối phương là một thanh niên trẻ tuổi như hắn, hắn không muốn rút lui. Lúc này mà rút lui thì người đàn ông mặc thanh sam trước mắt này sẽ là tâm ma của Diệp Huyên hắn. Đánh. Diệp Huyên hắn sợ người khác từ khi nào vậy? Trên không trung, sau khi người đàn ông mặc thanh sam cảm nhận được kiếm ý của Diệp Huyên thì không chỉ không lùi bước, ngược lại gã còn cất tiếng cười to, ha ha. Đến đánh một trận sảng khoái nào. Nói xong, hai tay hắn ta cầm đao rồi chém từ trên đỉnh đầu xuống. Vút, trời đất dường như bị cú chém này tách đôi, phía chân trời lập tức xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên cũng đến. chương 1050, người có thể chết nhưng không thể mất mặt. Thời khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh đánh lúc chỉ còn sót lại ý nghĩ này chính diệp huyên cũng không phát hiện ra lúc hắn rút kiếm quyết định sinh tử mạnh mẽ biết bao nhiêu một chiêu kiếm chém ra tựa như trẻ đôi cả trời xanh trong không trung một kiếm một đao đối trọi gay gâu kịch liệt ầm uhm. phía chân trời lại rung chuyển lần nữa lúc này diệp huyên đã hạ xuống mặt đất mặt đất sung lên trong miệng diệp huyên không ngừng phun ra máu tươi mà cách đó không xa, người đàn ông Mạc Thanh Sam cũng nằm trên mặt đất, nhưng xung quanh lại có vô số linh khí tập hợp về phía hắn. Những linh khí này đang điên cuồng chữa trị cho cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của đám người chiến quân nhất thời trở nên khó coi. Bọn họ hấp tấp nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên lại đứng dậy rồi. Trọng thương. Lần này cơ thể hắn bị thương nặng, ngay cả việc cử động cũng chẳng muốn. Nhưng hắn biết rõ, đặc thù thể chất của đối phương là hồi phục nhanh hơn mình. Nếu tiếp tục như thế này, hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Hai bên đều không có cơ hội chữa lành vết thương. Sau khi Diệp Huyên đứng dậy, hắn cầm lấy thanh kiếm rồi đi về phía người đàn ông mặc thanh sam. Hắn bước rất chậm, thế nhưng luồng sát ý trên người lại mạnh mẽ vô cùng còn thiên sát và địa sát cách đó không xa cũng không động thủ tương tự như vậy đám người chiến quân cũng sẽ không động thủ người có thể chết nhưng không thể mất mặt đúng lúc này người đàn ông mặc thanh sam gần đó cũng chậm rãi đứng dậy người đàn ông mặc thanh sam đi về phía diệp huyên còn vô số linh khí vẫn không ngừng hội tụ xung quanh gã audio điện tử võ tấn bền kết tập 40